cho sau đó một cái nền văn minh khác nó nổi lên, đó là nền văn minh Hy Lạp. Ai Cập ở phía bên này của cái bờ Địa Trung Hải thì cái nền văn minh kế tiếp đó là cái nền văn minh Hy Lạp bên kia của bờ Địa Trung Hải nổi lên. Thế thì cái người Hy Lạp thì lúc mà mới bắt đầu, nếu mà so sánh về cái y học mới chung mới lên và văn minh nông thôn nữa thì họ học tập học hỏi rất nhiều từ cái nền văn minh của người Hy Lạp, người Ai Cập, để cho suốt nhiều ngàn năm sau đó họ vẫn luôn luôn nói rằng là cái y thuật của người Ai Cập rất là cao. Đó, và cái ở cái nền văn minh này đó, thì những cái gì chúng ta biết về cái y học của họ không có nhiều, không có nhiều, và thật nhiều chúng ta biết được đó là qua những cái tác phẩm còn lại, mà một trong những cái tác phẩm nổi tiếng đó là cái Iliad và Odyssey. Đó, thì chúng ta thường biết hai cái tác phẩm này, hai cái tác phẩm kinh điển của Homer. Đây là cái tác phẩm nói về cái cuộc chiến thành Troy, cái cuộc chiến mà tranh giành cái Helen, rồi sinh ra một cái cuộc chiến rồi với lại cái Achilles. Thì chúng ta sau đó rồi đó, thì khi mà quân Hy Lạp chiến thắng thì quay trở về, thì một trong những cái chuyến trở về của một cái vua Hy Lạp thời đó thì được biết thành cái mộ sử thi đó là Odyssey. Thì trong cái cuốn chuyến trở về của Ulysses, tức là vua của Hy Lạp thời đó, một cái vương quốc trong Hy Lạp thời đó, thì trong cái chuyến trở về thì đã được rất nhiều những gian nan chắc trở, trong đó có gặp các cái nạn tiên cá, gặp các quỷ quái, gặp các cái thú dữ vân vân. Đó thì trong đó hôm nay luôn luôn nói câu đó là y thuật rất cao. Ở trong cái nền văn minh này thì chúng ta nhắc đến một vài cái tên gần chúng ta hơn, cho nên là cũng khá là quen thuộc của chúng ta. Điều đầu tiên đó là Asclepius, thứ hai là Hippocrates, mà chúng ta có thể gọi là Hippocrates. Còn hai thì sau này Aristoteles và Theophrastus là hai triết gia, nhưng đồng thời cũng là hai nhà tự nhiên học, một thầy một trò. Ông thầy này thì ông viết cái cuốn sách về động vật học, còn ông trò Theophrastus thì viết về thực vật học. Trong cái tác phẩm của mình về động vật và thực vật như vậy, thì ông có kể đến các cái cây cỏ, các cái con vật và các cái công dụng và thuốc của chúng. Nhưng đây chúng ta nói đến hai cái người quan trọng nhất, đó là Asclepius và Hippocrates. Asclepius là vua của một cái xứ, một cái nhỏ trong cái nền văn minh Hy Lạp ở đó, xứ Thessaly. Thế thì cái ông vua này đó, là ngoài cái việc dạy cho, tức là cai trị dân chúng, ông còn làm cái việc là dạy cho cái người dân đó biết cách trồng trọt và đồng thời biết cách sử dụng các cây thuốc. Và chúng ta thấy ở đây nó có một cái sự trùng hợp cũng khá là ngẫu nhiên, nhưng mà nó cũng có cái ý nghĩa, đó là từ cái vua thần nông cho đến hoàng đế đều là những người, là những vị vua cai trị dân của mình, nhưng đồng thời dạy cho người dân biết cách là nông cũng như là biết cách trồng trọt, là sử dụng cây thuốc. Rồi đến cái sang đến Ai Cập cổ đại thì cũng vậy, chúng ta có cái tể tướng của cái Ai Cập cổ đại cũng là cái người đi mua đất, là cái người ở đây, cái người dân biết cách làm ruộng và đồng thời biết cách dùng cây thuốc, thì ông này cũng vậy đó. Và cái ông này nhưng mà ông chết đi, nhà vua chết đi nữa, thì cái người dân ở cái xứ Hy Lạp, cái xứ Thessaly đó xây cho ông này một cái lăng mộ, cái rất là to trên lưng chừng của cái đỉnh Olymp đó. Thì đi trên cái đỉnh Olymp ở đó thì xây dựng cái lăng mộ như này, ngày nay thì nó chỉ còn lại những cái tàn tích thôi, chứ không còn nguyên như thế này nữa. Thì người ta kể rằng là đã có một thời hàng trăm năm sau khi mà Asclepius chết đi rồi đó, thì hàng ngày ở đây nó vẫn lũ được những người dân ở khắp cái vùng miền Trung Hải, những người bị bệnh đó họ đến đây, họ đến đây với một cái hy vọng rằng là sẽ được ngủ một đêm ở trên cái sân của cái đền thờ này, để sáng ngày hôm sau vào trong đền thờ được các thầy tư tế, là những cái người mà giữ đền ở đó cho uống nước thánh để cho khỏi bệnh. Đấy, một cái người đã chết đi cả trăm năm rồi mà người ta vẫn tin tưởng, người ta đến đó, người ta mong muốn là được chữa bệnh. Nói rằng là kỹ thuật của ông này cũng rất là giỏi, rất là cao. Và Asclepius
khi mà đi chữa bệnh thì thường hay chống cái có cái gậy chống ở bên đó, và cái gậy này thường có một thương con rắn nó quấn xung quanh. Thế thì ngày sau này thì cái gậy cái con rắn đó nó được dùng làm cái tượng trưng cho ngày đi, đi một và hai con rắn tượng trưng cho ngày đi khi họ trở lại phương Tây đó. Và khi mà ông đi chữa bệnh như vậy đó, thì ông thường đi theo dẫn theo cái người con gái của mình. Asclepius thì có hai người con gái, một người con trai. Thì hai người con gái đó thì cũng đi chữa bệnh như là cha đó. Thì có một người tên là Panacea. Panacea có nghĩa là chữa được các loại bệnh, mọi loại bệnh. Người thứ hai tên là Hygie, tức là nữ thần vệ sinh. Thế thì Hygie khi mà đi theo cha như vậy đó, thì thường đó là người ta tưởng tượng ra Hygie với một cái chén thuốc, chén đựng thuốc ở trên tay như vậy đó, để cho bệnh nhân uống thuốc cùng với cha của mình. Và cái chén thuốc đó thì sau này nó được cách điều lên trở thành cái ly đó. Và cái ly với con rắn ngày nay thì nó vẫn được dùng như là biểu trưng cho cái ngành dược phương Tây. Nên trên các hiệu thuốc chúng ta hay thấy cái biểu tượng là cái ly với con rắn này như vậy. Cái ly thì người ta cho rằng là nó là cái để mà đựng các cái thuốc cho bệnh nhân uống. Thế còn con rắn, con rắn thì sau này cũng có nhiều người bàn về cái con rắn này, và đôi lúc cũng lạm bàn một chút, nói là ngoài con rắn thì nó có nọc độc nhỏ cái ly thuốc đó. Đấy, thì cũng ý muốn nói rằng là thuốc độc nhưng cũng có thể là độc dược, tức là độc dược nhưng cũng có thể là thuốc, bởi vì nó chỉ khác nhau cái việc là cái liều dùng, cái cách dùng mà thôi. Đó. Nhưng mà thực tế ra thì không hẳn như vậy, bởi vì bản thân cái con rắn mà được tràn trổ trên cái tượng của Asclepius hay là được biểu trưng lên như thế này đấy, thì nó là không phải là con rắn độc, không phải là con rắn độc, nó bình thường thôi. Nhưng mà đối với người Hy Lạp cổ đại và đối với người phương Tây sau này cũng vậy, thì cái con rắn thì thường nó là mang ý nghĩa một cái con vật mà thông thái, khôn ngoan, và cái nghề chữa bệnh thì rất cần một cái đó. Cho nên là cái ly của con rắn là muốn tượng trưng cho cái việc dùng thuốc chữa bệnh nhưng mà phải rất là khôn ngoan và cũng phải rất là thông thái để mà biết được tất cả mọi thứ để có thể áp dụng chữa bệnh. Nên đó là cái ông vua của cái xứ này chữa bệnh. Thế thì bản thân cái ông vua này đó, thì ông là người bình thường thôi, nhưng mà khi mà ông chết đi rồi đó, thì cái người dân Hy Lạp thời đó ta cũng tôn sùng ông, coi ông như là một cái bậc đại thánh đó, và đưa ông vào trong chuyện thần thoại. Chúng ta biết Hy Lạp, chúng ta biết đến Olympus, chúng ta biết đến Hy Lạp, chúng ta biết đến với các thần thoại Hy Lạp. Thế thì trong thần thoại Hy Lạp người ta đã tôn ông này lên như là một cái vị đại thánh rồi đó, và coi ông này như là con của Thái Dương thần, thần Apollo, thần mặt trời đó, được sinh ra bởi cái một vị thần với một nàng công chúa của xứ Thessaly ngày xưa. Thần thoại có kể rằng như thế này, này nói chúng ta biết thêm mà cho vui thôi, tức là thần Apollo theo thần thoại là cái người mà hàng ngày vẫn cưỡi bộ xe tăng mã bằng vàng đi dọc đi ngang qua bầu trời như thế này, mang là ánh sáng cho dương gian, ngày nào cũng đến lập đi lập lại như vậy để có cái ánh sáng này cho dương gian. Thế thì trong cái chuyến đi dài như thế thì đôi lúc ta có lâu cảm thấy rất là buồn chán, cho nên là vì riêng mình nhìn ra ngoài cảnh xa, nhìn xuống hạ giới xem là cái hạ giới họ làm cái gì đó. Thì một lần trong những lần như thế thì nhìn xuống thấy ở trên cái bãi cánh đồng cỏ xanh, những con suối và những cây liễu rủ như thế, thì thấy những cái bạch cầu đang ngang cỏ rất là thanh bình, và những cái đám thanh niên đang đứng đang vô đùa từ đó. Cô Lâm nhìn thấy một cô con gái, một đàn con gái rất là đẹp, xinh đẹp từ đó, và đang với lòng yêu mến. Đó là cái đàn hàng Coronius, là con của cái ông vua của xứ đó. Thế hai người đem lòng yêu nhau đó, và sau đó thì Coronius có mang cùng với lại Apollo. Nhưng rồi hai người yêu nhau thì lại giận nhau đó. Yêu thương giận dỗi là cái chuyện rất là bình thường ở trong tình yêu, đúng không nào? Thế nhưng mà cái giận dỗi của cái người thân, một cái người thân thì nó lại có khác hơn, nó ghê gớm hơn. Cho nên là trong một cái lần giận dữ như thế thì Apollo đã giết chết Coronius, nhưng không muốn cho cái đứa bé ở trong bụng của Coronius
tiên của sự kiện thế giới mổ bắt con rồi. Thế thì lấy cái đứa bé này ra thì Apollo mới giao cho một cái vị thần khác, đó, một cái vị thần Zeus, Nigos, hay là trong cái tiếng Hy Lạp là cái vị thần mà lửa người, là lửa ngựa, đó, tức là có tên là Centaur, Chiron. Cái con vật này thì thường ở trong Hy Lạp gọi là Centaur, tên là Chiron. Chiron thì rất là thông minh, nhưng mà cũng rất là hung dữ, đồng thời nhân vật cũng rất cao. Đó, thì Chiron đã dạy cho Asclepius tất cả những cái y thuật của mình, đó, để cho Asclepius thì rất là giỏi cái y thuật, giỏi đến mức mà thần thoại Hy Lạp nói rằng là khi mà Asclepius đi hành nghề thì trong nhiều năm thì cái thế giới âm phủ của thần Hades không có thêm nhân khẩu mới, có nghĩa là không còn ai bị chết nữa. Đó, bởi vì bao nhiêu bệnh lớn chữa hết rồi. Thế cho nên là thần Hades dân phủ rất là giận dữ mới kệ lên trên thiên thiên đình, trên thần Zeus, thần Zeus trên thiên đình là không thể để cho một kẻ người trần mắc thịt mà lại chống lại quy luật của thiên đình như vậy được. Bởi vì con người nó khác với các vị thần là phải có sanh có tử. Bây giờ không có sanh mà không có tử nữa thì cũng giống như các vị thần mà không được. Thế cho nên là yêu cầu là thần Zeus phải giết chết Asclepius. Thì thần Zeus nghe thấy như thế thì cũng hợp lý nên đã đánh dùng cái lưỡi thần xét giết chết Asclepius. Và khi mà Asclepius chết đi rồi đó thì thần Apollo thương cho con mình, đó, nên là mang Asclepius lên đỉnh Olympus để nó gia nhập vào cái thế giới thần này. Đấy, một con người bình thường nhưng mà với những công trạng của mình trong cái cuộc đời đó thì đã được người dân Hy Lạp người ta suy tôn, người ta đưa vào trong thần thoại như vậy, tức là một con người rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Cái người thứ hai chúng ta nói đến là theo cái này đó là một thầy thuốc Hippocrates, cái người mà hiện nay học phương Tây vẫn coi như là ông tổ của nền y học hiện đại phương Tây. Đã là ông tổ thì rất giỏi vì ông có nhiều cái quan niệm chưa phải mới, ông có nhiều cái phương pháp sử dụng rất là hay, đó, cho nên là trong cái quá trình trị mình nó cũng dùng rất nhiều những cây cỏ là thuốc để điều trị bệnh đó. Và cái ông này đó, với những cái lý thuyết của ông thì có ảnh hưởng rất lớn cho y học phương Tây, và cái sức ảnh hưởng của ông cho đến tận ngày nay đó. Bởi vì ngày nay sinh viên qua đi các cái trường đại học y trên thế giới, nhất là y phương Tây, khi tốt nghiệp ra trường bao giờ cũng phải tuyên thệ cái lời thề y của Hippocrates, y của Hàn Quốc thì tôi xin thề là này, yêu thương bệnh nhân, yêu thương đồng loại, tôn trọng người bệnh, tôn trọng các đồng nghiệp, vân vân, tất cả những lời dạy người bệnh. Đấy, thì Asclepius là Hippocrates là cái người như thế. Đó, nhưng mà chúng ta cũng vẫn nhớ là Hippocrates hàng ngàn năm trước đó, thì đã có những cái y thuật cũng rất là cao rồi. Đó, nhưng mà vì ông này sâu hơn, muộn hơn và được biết đến nhiều hơn, cho nên được suy tôn như vậy. Còn hai cái nhà triết gia, hai cái nhà tự nhiên học này chúng ta biết qua như vậy thôi. Thế rồi đến rồi cái nền văn minh như nào nó cũng suy tàn lên, để cho cái bên kia của cái bờ Địa Trung Hải, bên kia của cái biển Adriatic này, nó có nổi lên một cái nền văn minh mới, đó là nền văn minh của La Mã đó, trên cái đất nước Italia ngày nay. Thế thì cái nền văn minh La Mã này nó cũng thừa hưởng được gần như tất cả những cái gì của nền văn minh Hy Lạp. Đó, và như vậy chúng ta có một cái trục xuyên suốt, đó là Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, và sau này chính là cái xã hội phương Tây, y học phương Tây. Cái nền văn minh La Mã này đó, thì nó thừa hưởng được và nó phát triển trên y học của Hy Lạp cổ đại. Trong cái thời này đó, thì chúng ta nhắc đến có mấy người. Thứ nhất là Sensus. Sensus là một nhà bách khoa toàn thư, ông soạn rất nhiều sách, trong đó có những cái bộ sách viết về y khoa mà nổi tiếng nhất là cái cuốn The Medicina, có nghĩa là cái cuốn y khoa đầu tiên của cái giới y học phương Tây viết cái sách đó. Và cái cuốn này cũng như là tên tuổi của ông thì ảnh hưởng đến y học phương Tây rất là lớn, đến cả hơn 10 thế kỷ sau, hơn 10 thế kỷ sau vẫn còn cái ảnh hưởng lớn như thế. Thế thì cái nếu như là chúng ta có cuốn The Medicina ở đây, tức là cuốn y khoa đầu tiên ở đây,
chúng ta lại có một cái tác giả thứ hai nữa, một nhà y khoa, một nhà y học thứ hai nữa, đó là ông Dioscorides. Ông này thì nổi tiếng trong cái việc là sử dụng các tên gọi thần thuốc, và ông ghi lại trong các cái, một cái tác phẩm rất nổi tiếng của mình, đó là cuốn The Materia Medica, tức là cuốn dược y học, dược y học đầu tiên của y học phương Tây. Sau này thì nó được dịch ra nhiều thứ tiếng phương Tây, tiếng Latin đầu tiên, và sau đó các cái ngôn ngữ khác. Và các nhà khoa học phương Tây hiện nay đó, khi mà muốn dẫn chứng đến những cái xa xưa thì họ vẫn rất tự hào khi dẫn chứng đến Dioscorides. Và ông mới viết với cái bộ sách đó, có mô tả đến 600 các loại thánh thuốc khác nhau. Và trong những cái mô tả của ông thì cái tài liệu của ông thì cũng không khác gì nhiều so với tài liệu mà chúng ta vẫn nói về các cái thuốc ngày nay, cũng nghĩa là bao giờ cũng có tên của cái cây đó, rồi có tên địa phương, rồi có nơi mọc, có bộ phận dùng, có công dụng, thì có khác nhau mức độ chi tiết về những cái yếu tố của khoa học mà sau này chúng ta biết được nhiều hơn, chúng ta đưa lên bảo tồn. Và cái cuốn sách này nó nổi tiếng đến cái mức mà ngay cả vào cái thời đó có những cái nhà dược học rất là giỏi và cũng rất là khó chịu thời đó vẫn phải công nhận đó là đây là một cuốn sách rất là có giá trị. Và cái người đó, một trong những người đó chính là theo này Galien. Galien là một y sĩ người Hy Lạp nhưng sống ở trong cái thời của La Mã của Đại, tức là của đời cái nền văn minh La Mã. Ông là y sĩ rất giỏi, có rất nhiều những cái quan điểm chữa bệnh mới đó, và giỏi như thế nên là cũng rất là mong muốn, ham muốn là tiến thân xa hơn. Và ông ấy mong là sẽ có một ngày nào đó ông sẽ đến kinh thành La Mã, trở thành những thầy thuốc nổi tiếng ở kinh thành La Mã. Chính vì thế nên ông rời cái đảo Kos quê hương, đi sang La Mã để hành nghề, và cũng rất nổi tiếng tại đó. Nhưng mà dù nổi tiếng mấy chân nữa thì cũng chỉ là mới nổi tiếng ở trong cái đám dân gian thôi, trong thường dân thôi. Đó chưa phải là cái nguyện vọng cuối cùng của Galien. Galien muốn đi xa hơn nữa, làm được làm thầy thuốc cùng tỉnh. Và cái gì may đến với ông đó là khi mà hoàng đế La Mã thời đó bị bệnh thì bị bệnh, rất nhiều các thầy thuốc ở trong cung đình chữa không khỏi, đến cái mức mà ông phải nói lên rằng là tại sao mà bao nhiêu thầy thuốc vào trong cung đình thế mà không chữa khỏi bệnh cho ta. Thế thì bệnh thì bây giờ truyền ra các thiên hạ, bất cứ thầy thuốc nào có thể chữa bệnh cho ta thì sẽ được trọng rồi đó. Và khi lệnh nó ban truyền ra thì tất nhiên là sẽ rất nhiều người muốn có tiền, muốn có danh tiếng, đổ xô để được chữa bệnh, nhưng mà phần lớn là đều phải gánh đến cái hậu quả cuối cùng là cái chết. Bởi vì sau khi mà đã rất nhiều người chữa như thế rồi thì hoàng đế cũng chán quá rồi, không ai chữa khỏi cho mình, mà người đang cứ đổ đến đường được. Nên nói là nếu mà chữa được thì trọng đời, còn nếu không chữa được thì sẽ bị giết chết. Đến lượt Galien vào thì hoàng đế cũng hỏi là có biết cái luật đó không? Dạ biết. Thế mà có chữa được hay không? Ra đường. Bởi vì Galien là cái người thầy thuốc rất là giỏi, cho nên là khi mà đi vào như thế, nhìn qua một cái ông đã biết nhà hoàng đế nó bị bệnh gì rồi. Cho nên nói là ông này ông bước vào với một cái thầy thuốc giỏi, cũng rất là cá tính, có tật. Cho nên là bước vào một cái ông nói ngay là đã thưa hoàng đế, ngài không bị bệnh gì cả. Hoàng đế tức giận lắm, bởi vì rõ ràng mình đang bệnh, bao nhiêu thầy thuốc chữa không khỏi, mà bây giờ có cái tên thầy thuốc ở ngoài dân gian như thế nào lại nói là không bị bệnh gì cả, làm sao bảo được? Nếu mà ngươi nói như thế thì làm sao? Thì lập tức Galien nói tiếp là nhưng nếu mà hoàng đế muốn thì thần sẽ chữa cho hoàng đế khỏi bệnh, rồi nếu mà không chữa khỏi bệnh thì ta sẽ chiến đấu. Thế thì Galien bởi vì biết rồi đó, Galien đi vào biết, bởi vì hoàng đế thì vốn sống trong lụa là trong sự sang đầu sang như thế, sáng rụng đầu chưa dê béo, tức là ăn rất là nhiều. Thế nên cái bệnh của hoàng đế thực ra là gì? Là chúng thực, ăn không tiêu. Mà các thầy quốc tế đó thì thấy nhà vua hoàng đế mà bệnh thì bao giờ cũng phải thuốc bổ vào, ăn không tiêu thuốc bổ vào lại càng không tiêu nữa, cho nên là không hết bệnh. Thế thì các em biết cái chuyện đó, bởi vì ông này ông đặt ra một cái quan niệm cũng rất hay, tức là khi chữa bệnh cho một người đó thì không chỉ chăm chú vào cái người bệnh
mà cần phải xem xét những ngoại cảnh xung quanh nữa, những ảnh hưởng đến cái bệnh tật của những người đó như thế nào, cái mối liên hệ giữa con người và môi trường. Đấy, nên nó nhìn nó biết rồi, nhưng mà nếu thầy đi nha, nếu mà đế muốn thì thần sẽ chữa bệnh cho hoàng đế sẽ khỏi một tuần và ông kê đơn thuốc. Cái đơn thuốc của ông này thì rất đơn giản thôi, nhà ngô ăn nhiều lười gọi là hoạt động, thì cái cách dễ nhất để mà cho khỏi bệnh là chỉ có cách là bắt nhìn đói thôi. Nhưng mà ai mà dám bắt hoàng đế nhìn đói, cho nên là ông kê cho cái đơn thuốc này. Buổi sáng ăn một chai đào, xong rồi đi ra vườn trồng về, đi vòng 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 để chưa ăn một chai đào, chiều về mới được cho ăn bình thường. Đó. Hoàng đế thì cũng nghi nghi mà hoàng trả lấy thế nào, nhưng mà thôi thì bao nhiêu người chữa rồi không hỏi nữa, làm thử, nó làm thử thì thấy có hiệu quả. Bởi vì chỉ nói rồi thì bao nhiêu cái ở trong ruột nó bị tích tụ lại thì nó dần dần nó tan đi. Đấy, cho nên là hết bệnh thì mới trọng thưởng cho ông này và cho ông này một cái chức, đó là thầy thuốc riêng của con trai mình. Và cái người con trai đó sau này cũng trở thành hoàng đế La Mã. Thế là dân em đã trở thành thành công của hoàng, trở thành thầy thuốc của hoàng gia, thầy thuốc của hoàng đế, chứ không phải là thầy thôi. Đấy. Và cũng chính nhờ cái việc mà trở thành thầy thuốc như thế nên dân em có rất nhiều cái dịp đi theo những cái bằng công viên chinh La Mã, thì tìm hiểu các cái cây thuốc ở những cái vùng đất mà quân La Mã xâm chiếm, tìm học hỏi những kinh nghiệm ở những cái vùng đất đó. Bởi vì cái thời đó đế quốc La Mã là gần như bành trướng toàn bộ châu Âu, nó chỉ bị dừng lại bởi cái đế quốc Ottoman của chính quyền thôi, chứ còn không thì nó còn bành trướng sang cả châu Á rồi. Cho nên là nó chỉ được là những cái nguyên đất, là nhiều cái vùng đất, rất nhiều những dân tộc được xâm chiếm bởi đế quốc La Mã, thì Galen có dịp đi đến đó thu thập những kinh nghiệm. Và ông này cũng là một trong những người đầu tiên đã giải phẫu các tử thi, giải phẫu các động vật, mô tả các cái cơ quan trong cơ thể con người. Tất nhiên cái mô tả của ông này có nhiều điểm sai lầm để cho các nhà y khoa sau này chỉ cái ông này cũng dữ dội lắm. Thế nhưng mà rõ ràng là đây là những người đầu tiên như vậy. Và riêng đối với ngành dược thì ông đưa ra rất nhiều những cái quan điểm của mình về mới, và đồng thời đưa ra những cái phương pháp bào chế các thuốc mới, cũng là những cây cỏ đó mà bào chế nó làm sao để cho nó tốt hơn. Thì ngày nay những phương pháp bào chế như thế đấy, đối với trường học phương Tây đó, thì đó là những phương pháp bào chế cổ truyền cổ điển của trường học phương Tây. Khi chúng ta học ở trên bộ môn bào chế, chúng ta có mấy cái môn học dùng gối chày, chúng ta làm các cái siro, các cái thuốc nước, rồi các cái potio, vân vân, những cái kiểu như vậy là, thì đối với phương Tây người ta gọi cái môn học đó là bào chế cổ truyền, hay còn gọi là bào chế galenic, hay là những cái sản phẩm kiểu như vậy đấy, giống như là cái đông y chúng ta, nhưng mà phương Tây thì người ta gọi là các galenicals, tức là các cái dược phẩm của galen. Để chúng ta thấy được là cái vai trò của ông này và cái ảnh hưởng của ông này như thế thì rất là lớn với phương Tây. Và đối với phương Tây thì thường coi ông này như là ông tổ của cái nền dược học phương Tây. Nếu Hippocrates là ông tổ của y học thì ông này là ông tổ của dược học phương Tây. Và ông cũng là cái người mà cổ suý cho sử dụng các cái phương thuốc mà tập hợp rất nhiều những cái dược liệu là có những cái phương thuốc mà của Galen có thể 30 vị khác nhau, giống như trong ông y chúng ta hiện nay. Và ông ta luôn luôn hỏi rằng là y học của cái người Hy Lạp cũng rất là cao, của người Ai Cập cũng rất là cao. Đó. Và ông thậm chí ông còn nói là trong cái việc mà kê đơn thuốc như thế này thì để cho bệnh nhân tin tưởng hơn thì hãy cứ gọi cứ coi cứ biết nói rằng là đó là những cái phương thuốc của người Ai Cập nhiều ngàn năm trước, cũng giống như chúng ta ở đây. Nếu mà bảo đây là thuốc nam, nhiều người biết tin, nhưng nói đây là thuốc bắc, đây là các cái phương thang từ Trung Quốc sang, thì nhiều người là tin sái cổ. Ở trở đây cũng vậy, cũng là một cái chiêu thức, một cái mánh khóe để mà đem lại cái sự tin tưởng cho người bệnh. Đó, thì rồi đến năm 476 sau Công Nguyên thì cái đế quốc La Mã cũng sụp đổ, rồi xã hội phương Tây chuyển sang một giai đoạn mới, đó là thời Trung Cổ. Đó là một giai đoạn mới sau này bắt đầu cho cái nền văn minh phương Tây hiện đại. Đối với các nền y học mà cổ chúng ta đã nói đủ các
cái 6 cái nền văn minh lớn rồi. Tuy nhiên, những cái nền văn minh này đóng góp vào trong y học hiện đại rất là nhiều, nhưng mà không phải chỉ có một mình nó, mà còn có rất nhiều những cái nền văn minh khác nữa đó, ở các nơi khác nữa cũng sẽ đóng góp vào y học phương Tây hiện nay và cũng kiến thức của y học con người hiện đại chúng ta hiện nay. Và chúng ta không có dịp kể đến, ví dụ như là những cái nền văn minh của người Inca, của người Aztec, của người Maya ở Trung Mỹ, Nam Mỹ chẳng hạn. Vào những cái lúc, cái thời mà Columbus đi sang mà khám phá trong thời điểm đó thì cái người dân ở cái lục địa Nam Mỹ này đó họ đã rất biết rất rành những cái phương pháp như vậy, dùng rất nhiều những cây cỏ như vậy, đó là xa xưa hơn nữa. Và cũng không chỉ những cái nền văn minh lớn mới cung cấp mới đi vào trong y học phương Tây, mà ngay cả những cái hộ dân, những cái bộ tộc rất là nhỏ thôi cũng có thể cung cấp những kiến thức rất là quý giá cho học phương Tây hiện đại. Ví dụ như là những cái canhina, coca, thuốc lá, vân vân, đó rồi cura, những cái mà của những cái hộ dân ở miền Nam Mỹ này, chung của Nam Mỹ cung cấp, rồi mã tiền, ô đầu, các thứ là của những người dân vùng Nam Đông Nam Á cung cấp vào, rồi các cái viên thuốc tim để chữa bệnh suy tim như guanfacin, rồi strontin, đó là của những hộ dân của Nam Phi vân vân cung cấp vào. Cho nên là cái y học hiện đại hiện nay đã được thừa hưởng rất nhiều những cái nền y học trước đây cổ đại. Thế còn bây giờ chúng ta nói đến cái nền y học phương Tây, bởi vì nói gì thì nói ở trong trường đại học dược này như dược này đó, thì chúng ta dạy về dược liệu, về cây cỏ làm thuốc, nhưng chúng ta không dạy theo cái lối của y học phương Đông, có nghĩa là không nói về âm dương ngũ hành, nó không nói về bát phương bát pháp, không nói về phủ thổ thủy hỏa, không nói về những cái gì mà của bên Đông y, mà ở đây chúng ta nói về các dược liệu, nhưng chúng ta sử dụng các kiến thức của y học hiện đại phương Tây để hiểu nó và để thực hành nó. Đó là chúng ta nói về các tên khoa học của dược liệu, chúng ta nói đến thành phần hóa học, chúng ta nói đến tác dụng dược lý, những cái đó Đông y không quan tâm. Cái tác dụng dược lý của Đông y thì nó đơn giản hơn, nó quy vào kinh nào, nó là ôn, nó hàn, nó tản, nó bổ, vân vân, nhưng không phải những cái chúng ta nói là tác dụng chuyển máu, tác dụng co cơ, tác dụng giãn cơ. Đấy, thế nên là chúng ta cũng cần rất cần phải biết sự phát triển của dược học phương Tây như thế nào. Cái dược học phương Tây nó phát triển trực tiếp từ cái dược học La Mã, y dược học La Mã năm 476 sau Công Nguyên thì đế quốc La Mã sụp đổ và lúc đó thì ở phương Tây thì rơi vào trong một cái sự cai trị của cái thế lực mới cũng rất là hùng mạnh, đó chính là giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã. Và giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã cái giai đoạn đầu của nó thì rất là khắt khe trong mọi lĩnh vực của xã hội, cấm đoán đủ mọi thứ, vào những người đó đối với dược học, y dược học phương Tây thì những điều duy nhất đúng là Hippocrates nói, là Galen nói, là Dioscorides nói. Chứ còn bất cứ một cái gì mới vượt ra ngoài cái đó thì đều bị coi là không đúng, hoặc là thậm chí còn có thể bị coi là tà đạo. Trong xã hội cũng vậy, những điều duy nhất đúng là Kinh Thánh nói, là Jesus Christ nói. Nếu mà nói ngược lại những cái đó thì lập tức là bị quy là tà giáo, bị quy là phù thủy ma thuật. Và cái kết quả cuối cùng là không ngờ là bị thiêu ở trên sàn lửa. Đó một Thiên Chúa Giáo từ đó lập ra một cái tòa án gọi là tòa án dị giáo, chuyên đi đàn áp những cái người mà không cùng chính kiến với mình, bởi vì nếu không cùng chính kiến thì cứ quy cho bản tà đàn giáo là ma quỷ. Chúng ta xem những cái phim về cái thời châu Âu, thời cổ đại, chúng ta vẫn rất hay thấy trường hợp đó, không ạ? Rất nhiều những cái người bị quy thành là phù thủy và bị đốt thiêu trên đàn giáo. Chính vì thế nên là trong cái giai đoạn suốt 10 thế kỷ của cái thời trung cổ này thì khoa học nói chung và y học gần như không phát triển, đình trệ lại hết. Đó, bởi vì là chỉ có những cái xưa cũ mới là đúng thôi, không được phát triển rồi. Đó, người ta nói đến cái mức mà người ta khi mà gọi về cái giai đoạn này, các nhà
nhà sử học vẫn thường gọi tên là đền trường Trung Bộ, một cái đền dài rất là tăm tối của cuộc sống, không có gì mới phát triển lên cả. Bởi vì nếu mà mới là lên là ngay cả những người dù là nổi tiếng nhất, Giordano Bruno, một nhà vật lý, nhà thiên văn trẻ, người Mỹ đã từng lên lần hoàn thành chưa? Vì những ý kiến khác với lại nhà thờ của giáo hội, ngay cả Galileo cũng như thế. Trong kinh thánh nói trái đất là trung tâm của vũ trụ, trái đất phẳng là trung tâm của vũ trụ, mặt trời và các vì tinh tú quay xung quanh nó. Galileo nói không phải, trái đất quay xung quanh mặt trời, trái đất tự quay. Và ông đã bị bắt tội, bị đưa lên giàn hỏa, nhưng mà vì cái uy tín của ông ở trong thành phố, trong giáo hội, trong giáo dân vân vân khá là lớn, cho nên ông phạt được một cái đặc ân. Và nếu như ông ta chịu công khai từ bỏ cái bí quyết của mình thì ông ta sẽ thoát tội chết. Thế thì sau một đêm suy nghĩ như vậy thì cuối cùng Galileo chấp nhận, đồng ý rằng là sẽ công khai từ bỏ cái bí quyết là trái đất quay. Và ông ta thoát tội. Nhưng mà người ta kể lại rằng là khi mà bước chân xuống hỏi cái thần hỏa đó, giống nói một cái câu rất là nổi tiếng của ông ta: nhưng dù sao thì trái đất vẫn quay. Chúng ta kể lại cái câu chuyện đó để thấy rằng là cái giai đoạn này mọi thứ đều được phát triển. Tất nhiên chúng ta nói ở đây là nói về lịch sử, nói về khoa học, chúng ta không nói về tôn giáo. Bởi vì vào những giai đoạn như thế này là vì nhà thờ và giáo hội Trung Tô giáo làm như vậy là họ có cái lý do của nó. Có cái lý do của họ. Lý do đó chính là gì? Một cái đế quốc hùng mạnh là đế quốc La Mã, biên giới của nó khắp cả phương Đông và khắp cả phương Tây như vậy. Đó. Nó tự nhiên nó sụp đổ. Thực ra thì đến cái lúc nó sụp đổ nó đã chia thành hai đế quốc rồi. Đế quốc La Mã và đế quốc Byzantine rồi. Nhưng mà vẫn thuộc về của người La Mã thôi là chính. Thế khi mà nó sụp đổ như vậy thì chắc chắn là những cái công quốc, những cái quốc gia nhỏ ngày xưa bị tôn tính bây giờ sẽ nổi lên giành lại đất nước, giành lại đất đai, và như thế thì chiến tranh liên liên sẽ nổ ra. Cho nên là để cai trị được cái vùng đất như vậy thì cần một cái kỷ luật khác, thiết một luật giống như các quân quân xuất chiến vẫn hay làm. Cho nên giáo hội làm cái việc đó là vì để ổn định xã hội như vậy. Đó, và giáo hội lúc đó thì khá là mạnh rồi. Đấy, cho nên là ở cái thời này mọi thứ gần như không có phát triển. Nên khi không phát triển như vậy đó, thì mãi đến tận những cái thế kỷ gần như giai đoạn cuối của cái thời Trung Cổ này, tức là đến cái kỷ thứ 7, thứ 8 phát triển, mới bắt đầu dần dần có những cái sự đổi mới. Sự đổi mới đó là cái gì? Đó là cái hình thành các cái hiệu thuốc, hình thành những cái luật lệ ở trong cái chữa bệnh, mặc dù nó vẫn nằm trong khuôn khổ của nó. Thì ở Pháp người ta bắt đầu thành những cái hội, những cái phường buôn bán dược liệu để thành một cái giới riêng buôn bán cái thuốc. Ở Anh thì vua Anh ra một cái luật lệ rằng là cái người mà buôn bán dược liệu làm thành nghề làm thuốc như thế thì phải hội đủ hai cái điều kiện thì mới làm như được thành nghề. Cái thứ nhất là phải có cửa hiệu riêng, và cái thứ hai nữa là phải có bằng cấp. Trước đây thì dược liệu cũng như là tương gà mắm muối các thứ là bán chung cho một hiệu tạp tổng hết. Và bây giờ thì nhà vua nói là phải có một cửa hiệu hết và phải có bằng cấp, có nghĩa là phải đi học. Đó, tức là đã nâng cái giới dược sĩ lên thành một cái tầng lớp riêng khác hoặc thẳng so với những người buôn bán bình thường, để dần dần nó trở thành cái giới dược sĩ sau này. Và bên cạnh đó còn có thêm cái gì nữa? Có thêm một cái sự xâm lấn rất là thầm lặng nhưng cũng rất hiệu quả của cái nền y học Ả Rập từ phương Đông đi vào phương Tây. Phương Đông thì đứng ra ngoài cái vòng cương hỏa của cái giáo hội La Mã, cho nên nó vẫn phát triển, nó vẫn học hỏi, nó vẫn phát triển. Đó, trong khi đó phương Tây thì chỉ là bị đổ như thế. Thế thì những cái thầy thuốc của Ả Rập đó thì đi vào phương Tây mang những cái phát triển mới, mang những cái kiến thức y học mới vào truyền bá một cách tâm thầm lặng lẽ nhưng mà để nâng dần cái kiến thức y học lên. Đó, và một trong những người như vậy đó là cái ông một thầy thuốc của nhà Ả Rập, Ibn Sina, mà người phương Tây vẫn hay gọi ông là Avicenna. Tất nhiên còn một số những người khác nữa. Đó thì ông Avicenna là thầy thuốc Ả Rập nhưng mà ông có một cái vị trí rất là quan trọng trong cái lịch sử của y học phương Tây, bởi vì ông đưa vào những cái kiến thức mới
vào trong công dân. Ông viết rất là nhiều sách về trường phái như vậy. Đó, rồi sau cái thời Trung cổ suốt 10 thế kỷ thì nó như vậy, thì phương Tây bước sang một cái giai đoạn mới, cái giai đoạn chúng ta gọi là thời phục hưng. Phục hưng có nghĩa là phục hồi và hưng thịnh. Thì ở cái thời kỳ này đó, thì giáo hội Trung ương của Thiên Chúa đã có được một cái mối cai trị hết sức là chắc chắn và bền chắc ở Phương Châu rồi. Và một khi họ đã cai trị một cách rất là chắc chắn như thế rồi thì không cần phải cấm đoán nữa. Bao nhiêu những cái cấm đoán trước kia thì bây giờ họ dỡ bỏ. Cho nên là suốt 10 thế kỷ thì ngăn chặn như thế, bây giờ không còn những cái đó, mọi thứ nó phát triển lên một cách cực kỳ là nhanh chóng và nhiều. Đến cái mức mà người ta mô tả giống như là nấm mọc sau mưa rào, trong đó có y học. Y học phát triển với những cái phát hiện ra gọi là tuần hoàn, phát hiện ra các cái bệnh, các cái cách chữa bệnh vân vân. Và đặc biệt vào cái thời những người này thì có một cái gọi là cái thuật giả kim, thuật giả kim nó phát triển. Cái thuật giả kim vào thời này thì vẫn bị cấm mà nó phát triển được bởi ai? Bởi phần nhiều là các cái dược sĩ, bởi vì người ta tin rằng là bằng các cái cách là phối trộn đun nấu các cái hợp chất khác nhau ở trong trên trái đất này, đã có thể đến một lúc nào đó tìm ra được một cái chất, một cái vật chất mà có thể làm cho chúng ta trở nên là bất nhiên dai lãng, làm cho các cái vật liệu rất là thông thường hóa thành vàng, giống như là Ovidas sở cái gì đến cái đó thành vàng rồi. Đấy, người ta tìm cái người ta gọi là cái hòa giải triết lý như vậy, đun nấu đấu với các cái thứ được. Cái này thì cần đó. Nhưng mà cái đặc biệt của cái này là chính đây là cái tiền thân của hóa học sau này. Và chúng ta biết là hóa học thì vô cùng quan trọng trong ngành dược, bởi vì tất cả các phân tử thuốc chúng ta đều là các cái hợp chất phần lớn là các hợp chất hữu cơ. Vậy cho nên cái có sự phát triển của giải kim loại của ngành hóa học sau này, nó làm cho cái hóa học dược nó phát triển lên một cách rất là mạnh mẽ. Thì ở trong cái thời của cái phục hưng này đó, thì chúng ta nhắc đến một người thôi, bởi vì nhiều người lắm, nhưng có một cái ông rất là quan trọng. Cái ông này đó, tên thật của ông thì vốn là khá là dài dòng, Theophrastus Philippus Aurelius Bombatus Bonpontius, dài dòng như vậy. Ông ấy là y sĩ rất là giỏi, rất nổi tiếng. Khi mà ông tên thì dài như thế, nhưng khi mà đang hành nghề đó, thì ông lấy một cái biệt hiệu gọn hơn rất nhiều, nhưng mà cũng nói lên được cái tính cách của ông, đó là Paracelsus. Paracelsus, Celsus chúng ta biết rồi, Celsus là thời viết cuốn The Medicina. Ông này đặt tên mình là Paracelsus. Para là gì? Để trong cái phòng thơm như thế này, nếu mà vị trí số 1 đây thì vị trí số 4 đối ngược với nó chính là vị trí para. Ý ông hay là trong tiếng Pháp nó có cái paravan, đó là cái ngăn đó của nó. Ý ông khi mà ông đặt tên là Paracelsus cho mình thì đấy, ông cũng nói là ông cũng giỏi gỡ người các thầy thuốc của Hy Lạp cổ đại, nhưng ở một cái khía cạnh đối lập, bởi vì ông đưa ra rất nhiều những cái lý thuyết ngược lại với những cái nhà kinh điển. Suốt 10 thế kỷ là tất cả cái gì cũng là theo những nhà kinh điển đó. Đấy, thì bây giờ ông chống lại những cái đó. Và ông rất giỏi, chứ vẫn rất giỏi, chính vì rất giỏi như thế cho nên là ông mới được mời vào trong trường đại học để giảng dạy như một cái giáo sư y học. Thế nhưng mà người có tài thường lại có tật. Cái ông này đấy, khi mà đi vào thì phải biết ông có nhiều những kiến thức mới như thế, đả hạ những cái cũ. Như là khi mà vào trường đại học thì một trong những việc đầu tiên ông làm là gì? Đốt sách của Galen, đốt sách của những cái người cũng trước đây và truyền dạy những cái kiến thức của bản thân mình, cũng không phải bằng tiếng Latin như vốn dĩ nó vẫn đang được thịnh hành sử dụng trong các trường đại học, có dùng tiếng Đức luôn rồi. Chúng ta rất là quái như thế. Và những cái kiến thức, những ý tưởng của ông mới đến cái mức mà nhiều cái đồng nghiệp của ông, các giáo sư y học cũng không hiểu nổi và cũng không thể chấp nhận được. Thành ra cuối cùng ông bị đuổi ra khỏi trường đại học. Và khi đuổi ra khỏi trường đại học như vậy rồi thì ông xung vào lính làm bác sĩ quân y, đi lang thang với những cái đoàn quân chinh chiến khắp châu Âu, cuối cùng chết ở trong nghèo khổ tại nước Áo.
và chỉnh khi mà ông chết đi rồi đó, thì những cái kiến thức, những cái học thuyết, những cái suy nghĩ của ông dần dần mới được chứng minh, và khi nó được chứng minh rồi đó thì nó trở thành những cái luận đề rất quan trọng ở trong y học hiện đại, và thậm chí có nhiều những ý tưởng của ông nó vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Thế thì những cái ý tưởng đó là cái gì? Có một cái quan trọng nhất, đó là cái quan điểm đó gọi là quinta essentia, tức là học thuyết, luận thuyết về các chất tinh túy trong phương Đông, y học phương Đông hoặc là y học Ấn Độ, triết lý phương Đông, triết lý Ấn Độ cũng nói rằng là cái xã hội thế giới này được tạo nên bởi mấy nguyên tố, không khí, đất nước, lửa, vân vân, đấy cái kiểu như thế. Thì ông nói là nó có những cái nguyên tố cơ bản tạo nên thế giới như thế. Và cái đặc biệt với cái quinta essentia này, khi mà áp dụng trong cái này, dược trong là thuốc, thì ông nói thế này, tức là khi chúng ta sử dụng một cái dược liệu nào đó để mà cho bệnh nhân uống để làm thuốc, thì nếu nó có tác dụng thì không phải là cái dược liệu đó nó có tác dụng, mà chỉ có một phần nhỏ ở trong đó nó có tác dụng mà thôi, còn những phần khác là bỏ đi. Cái phần có tác dụng đó ông gọi nó là quinta essentia, có nghĩa là những chất tinh túy, còn những phần còn lại cũng gọi là xỉ, tức là những thứ bỏ đi, sử dụng những gì nào. Cái quan điểm đó đối với chúng ta ngày nay thì vô cùng là đơn giản, cũng là ai cũng hiểu như thế, mọi người nghe tới là hoàn toàn chấp nhận như thế. Nhưng mà đối với cái thời đó, nó là cái gì đó rất là bất thường, rất là khó tin. Bởi vì lý do như là khi mà vào cái thời đó, chúng ta hay dùng nhiều các cái nhựa thuốc viện. Nhựa thuốc viện là thuốc giảm đau, nhất là trong những trường hợp đứt chân, cụt chân, cụt tay, bị những vết thương nặng đau đớn, thì những người y sĩ, những người dược sĩ thường cho bệnh nhân uống một cái liều thuốc viện nhất định nào đó. Và khi uống cái liều thuốc viện nó vào rồi thì những người bệnh nhân sẽ nằm yên, ngủ và không đau đớn nữa. Đó. Khi uống như thế, không đau đớn như thế thì những người y sĩ hay người dược sĩ tin tưởng cái rất là chắc chắn rằng là thuốc viện có tác dụng giảm đau là vì thuốc viện có tác dụng giảm đau. Không thấy không? Rất là đơn giản. Thế nhưng Paracelsus thì lại không nói như thế, không nói thuốc viện có tác dụng giảm đau không phải vì thuốc viện có tác dụng giảm đau, mà vì một cái phần nhỏ nào đó ở trong này có tác dụng giảm đau thôi, còn những phần khác không. Xin không phải là cái phần có tác dụng. Đấy. Thế với cái quan điểm như thế thì những người khác làm sao mà ta chấp nhận? Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rất rõ rồi, từ cái lúc cái khi mà Sanchoe chứng minh được rằng là thuốc viện có tác dụng giảm đau không phải vì cái thuốc viện có tác dụng giảm đau, mà vì morphine ở trong đó có tác dụng giảm đau, codeine không có tác dụng, tebain không có tác dụng, acid metabolic không có tác dụng, chất béo nhựa nhầy nó không có tác dụng. Đó thì những cái lý thuyết của Paracelsus mới dần dần được chứng minh, và mình đã bắt đầu phát tin. Cái thứ hai nữa là đi từ cái này, theo tôi nói cái này, nếu như ở trong một cái dược liệu có các hoạt chất như thế này rồi thì tôi đừng có dùng nguyên cả cái này cho bệnh nhân làm cái gì, mà hãy lấy cái phần tinh túy này ra để mà dùng làm thuốc, tức là ông cổ suý được để chiết các cái hoạt chất ra khỏi cái nguyên liệu. Cái điều này của chúng ta cũng rất là dễ hiểu, có phải giống như là đơn giản như chúng ta sắc một cái thang thuốc thôi, chúng ta lấy cái phần nước, còn cái phần bã tức là phần các cái tế bào, những cái gì đó không tan trong nước bỏ đi, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cũng không phải là ai cũng chấp nhận cái đó. Đó mà đến nước ông kêu gọi cái này, ông nói như này, hỡi những giả nhà giả kinh luật, các vị thay vì đi tìm cái hòn đá chiết lý biến đá thành vàng làm cho con người bách xuyên giai đạo, thì tốt hơn các vị lấy cái kiến thức của mình đi tìm những chiết những cái hoạt chất ở trong các cái quán vật ở trong trên cỏ đó làm thuốc thì còn có ý nghĩa hơn. Đấy, ông nói như vậy. Đó. Và một cái nữa, ông đề ra đó là cái gì? Ông nói là nếu như một cái dược liệu nào đó có cái hoạt chất có tác dụng rồi, thì tại sao khi mà mình điều trị cho bệnh nhân mình lại phải phối hợp thêm răm ba thứ khác nữa? Bởi vì một cái nó có tác dụng rồi thì dùng một cái thôi. Đó. Ông cổ suý cho cái việc sử dụng độc vị
độc vị chết là đầu tư cả thôi. Và cái thời đó thì thuốc thì vẫn là dược liệu thôi, mà thuốc thì vẫn là phối hợp 5-7 cây cỏ lại với nhau. Nhưng thì nếu như là ở trong cái bài thuốc đó có cái vỏ cây liễu có tác dụng trị sốt rồi, thì để mà cho cái bệnh nhân trị sốt thì chỉ cần một mình vỏ cây liễu là đủ rồi, tại sao phải thêm những cái khác vào? Chúng ta biết rằng là trong vỏ cây liễu thì có salicin. Salicin chính là salicylic acid glycosid. Cắt bỏ các phần glycosid lên và đường đi, chúng ta có salicylic acid, oxy hóa thì chúng ta có acid salicylic, một cái thuốc hạn chế giảm đau hạn tiêu rất may. Và sau này chúng ta có aspirin và acetin salicylic, một cái thuốc cho đến chúng đến nay chúng ta vẫn đang dùng. Thế thì nếu mà đã có cái acetin và cái salicylic nó có tác dụng rồi thì thêm những cái khác là gì là để thừa. Mà thậm chí có những cái nó không có tác dụng mà nó còn làm hại nữa thì làm sao? Bây giờ bỏ nó đang phải chất, có những chất không có tác dụng thì bố vào nó bối, có những chất nó có tác hại bố vào thì nó còn hại cho cơ thể, vậy thì uống một thứ thôi. Và cái quan điểm đó, một khi nó đã ăn sâu vào trong cái đầu óc của người y sĩ rồi thì cho đến tận ngày hôm nay nó vẫn còn, nó vẫn còn. Bởi vì nếu như chúng ta để ý, chúng ta thấy rằng là cái dược học phương Tây ngày xưa khi chiết chưa chiết được các cái hoạt chất tinh khiết thì họ dùng các cái cao chiết bột phần, người ta dùng opium, người ta dùng nhiều thuốc viện. Nhưng đến khi chiết được mọc kinh rồi thì người ta không dùng nhiều thuốc viện nữa. Đến khi chiết được spikin rồi, chiết được atropin rồi, chiết được sapagatin rồi, người ta không dùng những dược liệu ban đầu mà chỉ dùng các chất tinh khiết mà thôi. Đó chính là cái quan điểm và cái chất tinh túy. Và bây giờ nếu chúng ta thể ý mà xem, đi vào các nhà thuốc xem các cái sản phẩm thuốc phần lớn các cái thuốc chúng ta đều là độc vị, đúng không ạ? Mỗi thuốc là một hoạt chất thôi, đúng không? Có đúng nào? Rất ít các cái sản phẩm là phối hợp, phần lớn là độc vị. Và vào trong bệnh viện cũng vậy, bác sĩ cũng dùng phần lớn là độc vị. Tất nhiên chúng ta không nói những chuyện mà ngày nay dùng thêm các cái thuốc này thuốc kia để hỗ trợ cho những triệu chứng khác, điều trị cái bệnh chính bao giờ cũng chỉ một thuốc mà thôi. Nếu thuốc đó có tác dụng dùng tiếp cho đến khi hết bệnh thì thôi. Còn nếu không có tác dụng đổi thuốc mới đó. Và cho đến khi tìm ra thuốc có tác dụng. Cái quan điểm sử dụng độc vị ở trong ngành dược ở trong ngành y nó là như vậy. Nó có cái lợi, nó có cái hay. Hay là vì nếu mà dùng độc vị một thứ thôi thì tốt hay xấu, có tác dụng hay không có tác dụng biết đều thay đổi đều. Cái lợi của nó là như vậy. Thế nhưng mà ngày nay thì người ta thấy rằng là không phải lúc nào thì cũng là có lợi nhất, bởi vì có đôi lúc có những trường hợp chúng ta dùng phối hợp nó lại hay hơn. Dùng phối hợp thì cái liều dùng nó giảm đi, độc tính nó giảm đi, dùng phối hợp nó thì nó hợp đồng tác dụng với nhau. Đó, cho nên ngày nay người ta bắt đầu quay trở lại sử dụng với những cái dạng phối hợp với nhau nếu như nó có lợi. Tất nhiên không phải là dùng cái mù quáng, quay lại cái là mù quáng có lợi là dùng. Mà đầu tiên là cái gì? Là thuốc kháng lao. Cái thuốc kháng lao lúc mà chúng ta chế ra được những cái thuốc kháng lao như vậy, con người rất là tự tin mà nói rằng là chúng ta sẽ xóa sổ bệnh lao, cũng giống như chúng ta tuyên bố chúng ta sẽ xóa sổ về một số đấy. Bởi vì con người đã rất thành công trong việc xóa sổ cái bệnh cái bệnh gì mà chúng ta đã tiêu diệt được đậu mùa mà nhiều đấy. Cho nên là chúng ta rất là tự tin khi mà nói chuyện đó. Thế nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Cái thực tế là cái tốc độ chúng ta tìm ra các thuốc kháng lao mới nó không nhanh bằng cái tốc độ của các vi khuẩn lao kháng thuốc. Cho nên đến những cái năm 70-80 là cái bệnh lao kháng thuốc nó trở lại cực kỳ là chậm chạp. Thì đến lúc bây giờ người ta mới nghĩ đến là tại sao không phối hợp thuốc, còn đang phối hợp thuốc. Và cho đến tận ngày hôm nay người ta vẫn đang phối hợp 3-4 thuốc tùy theo cái lịch sử. Bởi vì nó giống như là mang một chất công vậy, anh này đánh chỗ này, anh khác đánh chỗ khác, mỗi người một cơ chế tiêu diệt. Bởi vì chúng ta biết là các cái vi khuẩn nói chung thì nó có cái tỷ lệ đề kháng tự nhiên do cái đột biến của nó. Trong 1 triệu con vi khuẩn có 1 con thì đề kháng kháng sinh này, thì dùng kháng sinh đó
chiếm hết phần lớn, còn một con sót lại thôi thì nó cũng có thể phát triển lên, mà nó phát triển lên nó phát triển thành một cái tập đoàn vi khuẩn kháng thuốc. Nhưng mà nó có thể đề kháng được kháng sinh này nhưng nó sẽ không đề kháng được kháng sinh khác. Cho nên khi phối hợp là như vậy, điều kiện có hiệu quả hơn. Thế cho nên ngày nay thì mặc dù cái quan điểm của Paracelsus thì vẫn là rất là quan trọng và thông tin mà người ta thấy rằng là không phải lúc nào cũng cứ dùng đầu tư là tốt. Bây giờ nếu thế nào dùng phối hợp tốt hơn thì vẫn nên dùng, và cũng không phải là cứ chiết ra chất kinh nghiệm là tốt, cái nào phối hợp lại với nhau tốt hơn thì vẫn cứ nên dùng. Và trong kia về quả người ta đã có những nghiên cứu chứng minh rằng là nếu như phối hợp chỉ cần hai thành phần chính ở trong đó thôi, phối hợp lại với những tỷ lệ khác nhau thì sẽ đến có một cái tỷ lệ nào đó mà cái tác dụng của nó sẽ là tốt nhất, mạnh nhất. Mà nếu dùng độc vị không bằng, mà khi chúng ta dùng cái liều nó thấp đi, độc vị nó sẽ thấp đi, liều dùng cũng giảm đi, giá thành cũng sẽ giảm đi. Mà nếu mà muốn để có lấy được chất tinh kết thì bao giờ cũng phải qua cái hỗn hợp rồi mới có chất tinh kết, có nghĩa là tốn tiền hơn, tốn thời gian hơn, tốn nhân công hơn. Đấy, thì trong những cái trường hợp mà phối hợp lại nó có tác dụng thì người ta vẫn giữ phối hợp. Nhưng mà cái quan điểm sử dụng độc vị hiện nay vẫn còn rất là mạnh, rất là lớn. Đấy, sau cái thời của Paracelsus thì xã hội loài người bước sang xã hội phương Tây, bước sang một cái thời mới gọi là thời cận đại, với những thời hiện đại. Thì cái thời cận đại này đó có rất nhiều các nhà khoa học, có rất nhiều những phát kiến mới liên quan đến y và dược, và dược có thể dựa trên nó phát triển. Đó là cái thực vật học phát triển, đó là hóa học phát triển để cho dược liệu phát triển. Trước giai đoạn này thì chúng ta đánh dấu ở phương Tây, đó là cái việc mà y và dược tách ra khỏi nhau. Trước đây là chung hết, không có phân biệt. Trong một người có tất cả những kiến thức của cả y lẫn dược thì là tách ra, bởi nên là đã viết cái cuốn Dược Lý Học được Pharmacologia. Đó, mà trong giai đoạn này thì chúng ta cũng nhớ đến là có sự phát triển các cái vườn thuốc ở tại châu Âu. Trước đây trong cái thời trung cổ thì nếu mà sử dụng các cây cỏ để làm thuốc là lên ra hỏa đấy. Bởi vì nếu mà bệnh tật thì hãy cầu nguyện Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa giúp đỡ ban ơn để khỏi bệnh, dùng các cây cỏ làm thuốc, dùng các khoáng vật làm thuốc, tức là thành nghề của vị ma thuật ở đây là mà. Nhưng đến cái thời này thì nhà thờ không còn cấm nữa, cho nên là nó xuất hiện trở lại các cái vườn cây thuốc. Và nó xuất hiện ở đâu? Cho nên đầu tiên nhất chính là trong các cái tu viện, trong các cái chủ viện, và những cái người thực hành đầu tiên đó chính là các cái tu sĩ, đó là các cái những người mà vốn trước đây làm cái nhiệm vụ là chăm sóc về phần hồn cho các cái giáo dân, bây giờ họ tiêm lên cả cái phần xác nữa. Bởi vì chỉ có những cái người này mới là những cái người có học, mới có thể đọc được những sách vở cổ, mới có thể áp dụng được những kiến thức ở trong sách vở, chứ còn người dân không biết đọc, đâu có thể đọc được những cái đó. Và những cái người này ngày xưa thì giáo hội không cho phép thì họ cũng làm thôi, chứ còn họ cũng là những con người cũng thương đến những cái con người khác. Bây giờ giáo hội không cấm thì chính họ là những người sử dụng các cây cỏ làm thuốc để mà chữa bệnh cho người dân. Rồi cái phong trào nó lan dần rộng ra ngoài thành phố, cũng trở thành cái việc sử dụng các cây cỏ trở lại. Đấy, thì đó là cái thời cận đại. Còn ở cái thời này đó thì những nhân vật mà chúng ta có thể rất là quen thuộc như là Schiele, một trong những cái ông tổ cái ngành hóa học đó, hay Sacchione đó là cái người tìm ra cái mọc kinh trong nghiên cứu tiền. Thì ở chỗ này chúng ta phải chú ý cái này, chúng ta đã là học dược tức là chúng ta sẽ trở thành dược sĩ, chúng ta có một tự hào nói rằng là lịch sử của hóa học được viết bởi các dược sĩ, thực sự là như vậy. Là vì sao? Bởi vì nó xuất thân từ các cái giảng kinh Phật. Đó. Mà ai là những cái người có được những kiến thức đó? Ai là những người có được nào là minimum, nào là sư tử vàng, sư tử đỏ? Tức là những cái tên gọi mà được mã hóa của các nhà kinh Phật để chỉ các quan chức với nhau. Đó. Phần lớn là các dược sĩ. Bởi vì các dược sĩ dùng cái đó để chữa bệnh mà. Đấy, thế thì sau một thời gian là đun nấu các thứ như thế, đến cái lúc người ta làm còn thấy là cái hoàn án triết lý hoặc là cái gì đó là vô vọng, thì bắt đầu nghiên cứu các hiện tượng, các quá trình xảy ra trong những
và dần dần hình thành cái lịch sử khoa học. Và chúng ta nếu mà chúng ta lật lại những cuốn sách viết về lịch sử khoa học thì phần lớn những ở trong những giai đoạn đó thì những cái người nổi tiếng nhất, quan trọng nhất thì đều là những cái người khởi xướng hoặc là có liên quan đến khởi xướng để mà viết lên cái lịch sử khoa học. Thì Schiller cũng là một trong những người như thế, Schiller cũng vậy. Rồi hóa dược ra đời thì chúng ta bắt đầu tổng hợp được những cái thuốc mê đầu tiên để mà dùng trong cái điều trị để chúng ta bắt đầu học hóa tổng hợp, rồi các cái thứ khác nữa. Thôi thì những cái đó trong cái ở hiện đại thì nó rất là sẵn rồi, chúng ta có thể đọc tham khảo thêm ở trong các giải đều. Bây giờ chúng ta nói thêm một phần nữa liên quan đến cái lịch sử này, chúng ta nói đến cái lịch sử của cái y dược học cổ truyền Việt Nam. Bởi vì dù sao chúng ta cũng là người Việt, chẳng hạn chúng ta cũng phải biết bởi vì tổ tiên chúng ta dùng cái cỏ thuốc như thế nào, lông hay không. Mà khi nói đến cái dược học cổ truyền Việt Nam đó thì nó có hai cái trường phái. Có những người thì nói là ôi giời, Việt Nam làm gì có thể đi học cổ truyền. Đi học cổ truyền chúng ta thực hiện đó là Đông y, mà Đông y đó là của Trung Quốc chứ làm gì có. Nhưng người khác thì bảo không, chúng ta có thể đi học cổ truyền đó. Thì thực sự là như thế nào? Thực sự mà nói là thì chúng ta có một cái nền y học cổ truyền khá lâu đời và cũng tương đối là phát triển khá lâu đời thôi. Bởi vì cho đến lúc nào chúng ta cũng khó mà chứng minh và tương đối phát triển thôi, là bởi vì chúng ta là một cái quốc gia nhỏ sống bên cạnh những cái nền văn minh vô cùng lớn, cho nên là cái ảnh hưởng của nó đến với chúng ta là đương nhiên. Các nền văn minh khác cũng thế thôi, các cái dân tộc, các quốc gia nhỏ khác tại châu cũng thế thôi. Và bây giờ khi mà nhắc đến các cái cổ điển, những cái điển tích ngày xưa thì người châu rồi cũng nói đến các cái thần thoại đi làm, nói đến những cái điển tích của La Mã thì ở đây thì cũng vậy. Thế cho nên là chúng ta có cái nền y học lâu đời khá phát triển. Tại sao chúng ta nói như thế? Thì chúng ta có cái bằng chứng thì không, thì cũng có một vài cái bằng chứng có thể là chưa phải là thực sự là trực tiếp lắm. Thì ít ra thì nó cũng cung cấp chúng ta những cái đầu mối chúng ta có thể tin tưởng. Đó là gì? Nó là trong truyền thuyết của dân gian, trong cái truyền thuyết về cái người Việt thì chúng ta có cái truyền thuyết là Âu Cơ là nó quân và mà cũng phòng chân dương đó. Cái gì trong truyền thuyết biết cái gì? Và Âu Cơ là con quân là ai? Người ta nói là Lạc Long Quân này chính là con cháu đời đời của vua Thần Nông. Bởi vì Lạc Long Quân là cháu của Đế Minh, mà Đế Minh thì lại là cháu qua đời của vua Thần Nông. Mà ông Thần Nông là ai? Ông Thần Nông chính là ông người mà được coi như là ông tổ cái nền y dược học cổ truyền Trung Hoa. À thế thì bây giờ tự nhiên lại có cái vấn đề, tại sao chúng ta lại lấy ông tổ của nền y học Trung Hoa để coi như là ông tổ của mình mà chúng ta cũng không phải là người Hán? À, như vậy thì chắc là chúng ta thấy người sang chúng ta bắt quả là mò mất rồi đó mà. Đó, nhưng mà chúng ta cũng không phải như vậy, không phải như vậy, không phải là vì thế này. Bởi vì ngày nay thì đã có những cái minh chứng để cho thấy rằng là cái ông Thần Nông đó không phải là người Hán, không phải là một cái nền y học Trung Hoa. Bởi vì có một số các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian người Mỹ cũng như người Trung Hoa, họ đã công nhận rằng là Thần Nông là ai? Thần Nông là vị thần nông nghiệp nền của cái nền văn minh lúa nước, nền văn minh lúa nước của cư dân cõi phương Nam. Và cái đặc biệt quan trọng là bên ngoài nước Trung Hoa cổ đại. À, thế bây giờ nếu mà cái thuyết này được chứng minh thì cái việc người Trung Hoa nhận ông Thần Nông là ông tổ mới là có vấn đề. Đó ạ. Bởi vì ông đâu phải sống ở trong nước đâu, ông là người ngoại quốc mà. Đấy. Mà chúng ta biết rằng là cái nền văn minh lúa nước này là ở đâu? Ngày nay thì các nhà khoa học đều công nhận là cái nôi của cái nền văn minh lúa nước chính là khu vực Đông Nam Á. Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Và cái ranh giới của cái lúa nước, cái ranh giới tự nhiên của lúa nước ngày nay đó, thì nó không xa so với chúng ta. Đây Việt Nam chúng ta đây thì cái ranh giới cuối cùng của nền văn minh lúa nước là nó nằm ở phía bên trên cái sông Trường Giang này một chút, khoảng độ hơn 100 cây số. Thế này tôi có một con sông Hoài Hà, đấy là ranh giới tự nhiên của lúa nước rồi, lên trên đó là hết rồi. Mà cái vùng dưới này ngày xưa cái thời mà Hán sở đó là không phải là Trung Hoa, cái vùng dưới này không phải là Trung Hoa. Chúng ta nhớ như vậy, người Hán là một cái bộ tộc số 1
cưỡi ngựa săn bắn rất thiện chiến, đi tấn công các dân tộc khác, bành trướng ra, thôn tính các dân tộc khác và học hỏi kinh nghiệm các dân tộc khác, trở thành một dân tộc mạnh, chiếm lan dần từ phía bắc xuống thế này. Văn minh của người Hán là văn minh cưỡi ngựa đi săn, văn minh đấu binh, không phải văn minh đấu đơn. Đấy, thế thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái người Trung Hoa bảo rằng là đó là cái nền học của mình là lâu đời thì không đúng, không đúng. Và có một cái điều như thế này, không biết là vô tình hay là cố ý, thế nhưng mà bây giờ nếu như chúng ta về chúng ta gõ lên trên internet, nếu mà ai biết tiếng Anh thì càng tốt, gõ lên trên internet cái chữ TCM tức là Traditional Chinese Medicine đó, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái bài báo nói về cái y học cổ truyền Trung Hoa, và trong đó sẽ có rất nhiều những cái bài báo nói về cái lịch sử của y học cổ truyền Trung Hoa. Và khi chúng ta đọc những cái bài báo đó, chúng ta sẽ thấy có những bài báo nói về thần đồng, bởi vì đó là cái kiến thức từ xưa truyền lại nó là như thế. Nhưng chúng ta cũng sẽ thấy những cái bài báo không hề nhắc đến thần đồng trong cái lịch sử của y học cổ truyền Trung Hoa. Cách đây khoảng hơn 20 năm thì nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh có xuất bản một cuốn sách in khá là đẹp, nhiều cứng, để viết về những nhà y học cổ truyền nổi tiếng Trung Hoa. Mỗi cái cuốn sách như thế có hai mặt, một mặt là vẽ một cái bức tranh trên bút sắt hoặc là trên bút lông của một cái nhà y học, bên này thì giới thiệu qua cái tâm thế. Thì ở trong cái cuốn đó, khi mà mới ra thì tôi cũng rất là tò mò, tôi muốn xem là vậy thì để xem các cái nhà y học thì họ hình dung trong thần nông là như thế nào. Nhưng mà đợt tới đợt tôi những trang đầu không thấy đâu cả, đợt sâu rồi mới sâu, qua cả Hoa Đà cả Biển Trước rồi cũng chẳng thấy thần nông đâu cả. Vì sao vậy? Rất có thể là những cái người biên soạn sách đó họ đã biết được đến những cái thông tin này, những cái thông tin này, cho nên họ cố tình họ loại cái đó đi. Họ loại cái này, bởi vì cái này hiện nay chưa phải là những cái chính thống. Nhưng mà nếu mà sau này có thêm những cái bằng chứng nữa để mà chính thống thì rõ ràng là thần đơn không phải nền y học Trung Hoa. Người Trung Hoa vẫn rất là tự tôn cho rằng là cái nền y học đó là Trung Y, là Trung Thừa, là của mình. Mà bây giờ cái mà mình tự xưng là ông tổ lại là người nước ngoài, là của người dân phương Nam, của người dân Bắc Việt thì ra hỏng thôi. Đấy, cho nên là không biết là vô tình hay vô ý mà khá nhiều những tài liệu viết về lịch sử y học Trung Hoa sau này không còn nhắc đến thần đồng nữa. Như thế thì nó lại thêm một cái gì đó để chúng ta có thể tin rằng như vậy rõ ràng là vua thần đông đó là ông tổ của cái nền văn minh nước nước của cái các cái tộc người Bắc Việt mà chúng ta là một trong những cái đó. Tất nhiên chúng ta sẽ hỏi là vậy thì người Lào, người Campuchia, người Thái Lan sẽ ra sao? Rất may rằng là những cái dân tộc đó không nhận thần đông là ông tổ của mình. Bởi vì người Thái, người Campuchia họ có cái nguồn gốc khác từ phương Nam sao? Đấy, đó là truyền thuyết nó là như thế. Thế còn nếu mà chúng ta ham thích cái này, bởi vì đọc cái này cũng thú vị lắm, chúng ta cứ lên trên mạng chúng ta gõ vào trong đó mấy cái từ khóa, ví dụ như là thần nông, ví dụ như là lạc việt, ví dụ như là bí ẩn lục thập hoa giáp, vân vân, những cái từ như liên quan đến thời đại hùng vương. Đó, thì chúng ta sẽ có thể thấy những cái bài báo của những cái người, những cái người mà tự xưng là những người nghiên cứu lịch sử, có thể là đúng có thể là không, nhưng mà họ sẽ tranh luận về thế này, thậm chí là trên đó đã từng có cả một diễn đàn tranh cãi nhau về cái này, trong đó những người Việt cãi nhau chí tử với người Trung Quốc, không phải không, cũng thậm chí là còn dấu hiệu với mà gặp nhau và đánh lộn. Vì cái quan điểm đó thần đông là đâu, bởi vì nó có một cái điểm rất là đặc biệt như thế này, đó là bởi cái nền văn hóa Trung Hoa thì bây giờ đương nhiên nó có những cái đó, thế nhưng mà người ta bảo là cái ông thần đông này nghe nhộn cái tên thần đông nó đã không phải là Trung Quốc rồi, bởi vì nếu mà nói theo cái ngữ pháp Trung Hoa thì chúng ta phải gọi là gì, là nông thần, cũng giống như chúng ta có sơn thần, chúng ta có hỏa thần, đó cũng phải có nông thần. Nhưng mà ông này người Trung Hoa gọi là hỏa thần, là thủy thần, nhưng riêng cái ông này thì là thần nông thôi. Đó. Mà người Việt chúng ta thì cũng là thần nông, là thần nước, thần lửa, đúng không? Đấy, thì nếu mà nói về cái mặt ngữ pháp không thôi thì cái ông này thì nó đã sượng với cái văn hóa Trung Quốc, với cái ngữ pháp Trung Quốc rồi.
thôi, đó cũng mới chỉ là cái giả thuyết thôi, nhưng cái truyền thuyết mà được ghi trong tài liệu sử ký còn không là có thật. Chuyện tức là được ghi thật trong đó, còn đó là rất là truyền thuyết đó, để thấy là chúng ta có được những cái mà có thể tin tưởng được là những cái thần nông là cái tổ cái nền văn minh lúa nước của các tộc người Tây Việt ở cái phía nam cái sông Tân Ngự, sau này thì người Trung Quốc người ta bành trướng xuống đó thì mới chiếm toàn bộ cái vùng này mà thôi, chứ còn trước đây thì không phải. Và trong cái thống kê học của Trung Quốc thì người ta nói là hình như nếu có nhớ không lầm đến 90% người các cái dân tộc cái người dân Trung Quốc hiện nay là người Hán, nhưng chắc chắn một điều như thế này là rất nhiều người Hán trong đó là người Hán đã được cải đi rồi, tức là bằng các cái dân tộc khác. Và khi người Hán đến, người ta tìm cách người ta đồng hóa dân tộc khác, biến họ trở thành người Hán, giống như người ta đã từng làm, cố tình làm chúng ta mà không thành công. Thế thì ở cái về những cái minh chứng cũng vẫn còn khá là gián tiếp, nhưng mà ít ra thì trong truyền thuyết, trong sử sách kể lại thì ngay từ thời Hồng Bàng chúng ta đã biết đường năng, ta biết ăn trầu, cũng trẻ bối, ta dùng gừng ngày tỏ chữa bệnh và đã biết nấu rồi. Truyền thuyết kể rằng là vua Hùng Vương thứ 18 trong một cái dịp đấy là uống rượu say đến mức mà té lăn ở sân khấu, có nghĩa là từ thời đó ta biết nấu rượu rồi. Và trong truyền thuyết cũng nói, trong truyền kể, trong sử cũng ghi lại là trong cái tục triều cống thiên triều hàng năm, chúng ta là các nước tiểu quốc lân bang vẫn phải tiến cúng rất nhiều sơn hào hải vị ngọc ngà châu báu, trong đó có mười mấy vỏ một con. Người Trung Hoa biết nấu đủ không? Có. Nấu đủ ngon không? Có. Vậy thì nếu mà đồ chúng ta mà dở, họ có nhận không? Chứ không phải họ nhận. Nên dù chúng ta phải ngon không biết được nhận. Có nghĩa là chúng ta đã có được cái nghệ thuật nấu đủ rất là sớm rồi. Đến từ cái thời Hồng Vương thôi mà. Tất nhiên té xuống giếng rồi được kéo lên thôi, cũng chết. Với cái giếng của cái làng xã Bắc Bộ ngày xưa, nó không phải cái giếng chúng ta thấy ngày nay. Cái giếng nó giống như cái ao làng ở trước cái cổng cái đình đó, cái giếng nó còn tăng tấp đi xuống, người ta xuống đó người ta giặt giũ, người ta giặt chiếu, người ta rửa rau, người ta gánh nước, tất cả trong cái ao làng đó. Đấy, cái giếng nó là như thế đó. Và sau đó rồi hết cái thời Hồng Bàng chúng ta biết là đổi sang một cái thời khác là Ăn Vương Thùng Văn Vương. Đây là một tộc người khác trong cái tộc người Bạch Việt đã chiếm nắm quyền. Và đến Ăn Vương Thùng Văn thì chúng ta nhớ đến cái gì nào? Đến họ thân đúng không? Đến họ thân. Vậy thì xin hỏi chúng ta, các anh chị chúng ta là họ thân, đó là truyền thuyết hay là có thật? Truyền thuyết trọng thủy vì châu chỉ là truyền thuyết để chơi vui với nhau thôi. Nỏ thần lấy nỏ bởi cái móng của thần kim quy là thật hay là giả? Giả nhưng mà là thật. Dựa đến cái chuyện đó thật. Đúng rồi. Thực ra thì cái truyền thuyết nỏ thần đó nó là cái việc là huyền thoại hóa, truyền thuyết hóa lên những cái gì có thật trong thực sự. Cái nỏ thần đó là cái gì? Nó là một cái nỏ máy bắn một lúc ra rất nhiều những tên có cái tầm sóc hơn mạnh đó. Mà người Việt có được cái kỹ nghệ đó để cho nên quân Triều Đại sang đây chiếu nổi. Và những cái năm 60 người ta nào ở cổ loa được rất nhiều những mũi tên độc, rất nhiều mũi tên độc, trong đó có những mũi tên đã được trao phước đã để chuẩn bị mang ra bán được rồi, nhưng có những mũi tên vẫn còn rất là thô sơ, tức là mới đủ sức quân xong thôi. Thế thì chúng ta nghĩ rằng là và như vậy thì chúng ta đã tìm ra được như vậy là nó thần với những cái mũi tên mà đồng lại có thật. Thế nhưng mà vẫn còn đi nghi vấn là nhưng mà những cái mũi tên độc đó biết đâu nó ở nơi khác nó mang đến thì sao? Người dân quân Triều Đài nó mang đến thì sao? Thế nhưng mà rất may sau đó vào những năm 90 thì chúng ta cũng mở tại thành cổ loa như thế, chúng ta đã tìm được một cái khu người ta nấu, người ta những cái lò đúc những cái khuôn các cái mũi tên đồng như thế để chứng minh rằng là nó được sản xuất ngay tại đây. Và như vậy đã có mũi tên đồng thì cái nỏ thần, cái nỏ Liên Châu đó có đúng không? Đúng đó. Cho nên là cái truyền thuyết đó, cái đó được truyền thuyết hóa thêm như vậy thôi đó. Mà Triều Đài cũng là cái nhân vật cuối cùng là thật. Thực ra thì Triều Bà cũng là người Nam Việt, tức là cái người thuộc các tộc người Bắc Việt, nhưng mà lúc đó là ở cái vùng Quảng Châu Trung Quốc. Cái thời lúc mà Triều Bà thì Triều Bà muốn xâm lấn chúng ta, tức là muốn chiếm về cái quyền thời đó. Nhưng bản thân nhà Hán khi đó lúc đó cũng đang rất mạnh,
rất là muốn thôn tính Kiều Đào, nhưng mà Kiều Đào còn rất mạnh, cho nên là không thôn tính được. Khi mà Kiều Đào chết đi rồi thì con Kiều Đào không giữ được nước, thì lúc đó mới mất nước, thì là quân nhà Hán mới bắt đầu tiến xuống. Còn lúc đó thì khu biên giới này chưa còn của nhà Hán đấy. Thế thì thời Tam Thông Vương chúng ta đã biết làm tiên đồng và đã biết tầm đồng vào những tiên đồng đó để tăng cái mức sắc cơ. Một dân tộc biết dùng đồng dược và một dân tộc rất giỏi của mình vật đó. Và đây thôi, những cái này chúng ta hoàn toàn có thể đọc ở trong bản cổ. Đây là những cái gì mà sách vở cổ Trung Hoa có, Việt cũng có, nói về cái sử dụng các cái thuốc của người Việt chúng ta. Thực ra trong cái bộ Vân Lời Luận Ngữ này của nhà Bác Học Lê Quý Đôn đó, ông chỉ là ghi chép lại những cái gì trong cái việc cổ thôi, trong đó có rất nhiều những sách của Trung Hoa. Họ nói rằng cái gì? Nói là người Việt chúng ta có cái kinh nghiệm sử dụng cái thuốc rất là hay, thậm chí có nhiều cái phương cách chế biến thuốc còn tốt hơn cả người Trung Quốc đó. Và có rất nhiều những cái dược liệu chúng ta thấy rằng là những cái này đó, là của người Việt. Cái quế của Quảng Châu vỏ mỏng và không hơn, quế cao chỉ vỏ dày rất thơm. Và cái Quảng Châu hiện nay, Nam Trung Quốc hiện nay xuất khẩu quế vào Úc Hà nhất nhì thế giới, thì người bản thân người Trung Quốc công nhận là cái quế đó gốc là cao chỉ mang hương trầm của nó. Hay là chúng ta có một cái vị thuốc đây, ví dụ như cái vị này Y Dĩ. Bây giờ chúng ta mà đang dùng thuốc bắc, chúng ta hỏi Y Dĩ đó thì có nghe. Nếu mà chúng ta cách cớ chúng ta hỏi ông thầy thầy thuốc gọi là Y Dĩ là thuốc bắc hay thuốc nam, thì có khi là ông cũng trợn tròn mắt cũng nhìn mình, bởi vì với khá nhiều người Y Dĩ là thuốc bắc. Người ta quên đi rằng Ý Dĩ chính là bom bom, và người ta quên đi rằng là Ý Dĩ chính là của người Việt và được người Trung Quốc mang về Trung Quốc, trồng lại Trung Quốc, sau này nó phát triển rất là tốt, rộng rãi rồi sử dụng nó để mà trở thành cái vị thuốc bắc quên mình. Nhưng mà sách vở cổ thì vẫn ghi lại cái chuyện đó, vẫn ghi lại. Và ai là cái người mang về, các anh chị biết không? Đó chính là Mã Viên. Mã Viên khi mà mang quân sang đánh Hà Bảo Trưng, lúc Hà Bảo Trưng giành ở đất nước, đánh Hà Bảo Trưng thì sách sử có ghi rằng là quân 10 phần, Sơn Lan Trướng Tý là bệnh hết 6-7 phần, sức quân giảm xuống, cho nên là có những lúc Mã Viên nản lòng muốn kéo quân vào rừng. Nhưng sau đó được học được cái kinh nghiệm của người địa phương, biết dùng đến cái Ý Dĩ, biết dùng đến rừng, vân vân, để tăng cái sức của người của binh lính, cho nên đã quân lính nó có nó mạnh hơn. Tất nhiên với nhiều các cái chiêu thức khác nhau nữa, thì cuối cùng thì Mã Viên đánh thắng Hà Bảo Trưng. Đến khi hết cái nhiệm kỳ ở đây rồi, trở về Trung Quốc với lại rất nhiều các trong hàng châu báu, thì chúng ta mang theo rất nhiều các cái hàng như thế này. Và lúc mà về Trung Quốc thì đây là cái hiếm, cho nên chỉ những nhà quyền quý sử dụng thôi. Nhưng sau đó thì cái bình thuốc này nó trồng ở Trung Quốc rất là nhiều, cho nên nó trở nên phổ biến. Đó là bình thuốc cổ. Và tên của cái này trên khoa học của cây này nó là Cois Lacrima Jovi. Lacrima Jovi là ý cái chỗ này muốn nói rằng là vì cái hạt của nó nó giống như cái giọt lệ, nó có cái tên như vậy. Ở Trung Quốc thì có nhiều loại, nhiều cái thứ khác nhau, trong đó có một cái thứ mà các nhà khoa học Trung Quốc đặt nó là Cois Lacrima Jovi và Ma Yuen. Ma Yuen là cái gì? Ma Yuen chính là mạng viên. Tức là các nhà khoa học Trung Quốc nhớ đến cái người đầu tiên mang cái này về Trung Quốc, nên lấy tên rồi đặt tên cho một cái thứ mà họ trồng tại Trung Quốc. Đấy, để chúng ta thấy được không? Có là chúng ta cũng không cung cấp vào cái nền học đó khá nhiều những cái dược liệu, cái kinh nghiệm không phải không? Hay là cái sử quân tử. Cái vị sử quân tử ngày nay thì ghi ra thuốc bắc, ai ghi thuốc bắc, không ai biết rằng đó chính là cái quả run của người Việt đó. Người Việt gọi là quả run hay là lưu cầu tử. Thế thì khi mà có một ông sứ quân người Trung Quốc sang đây đó, thì ông sứ sang đây thì ông học được cái kinh nghiệm của cái người Việt sử dụng cái quả run đó chữa bệnh, chỉ run cho ông ấy. Ông ấy mang cái đó về, mang cái kinh nghiệm đó về Trung Quốc.
để mà chữa bệnh cho con đấy. Thế người dân thì có cái người dân được chữa bệnh thì rất là quý ông tôm sùm ông đó. Cây này thì là chả biết nó là cây gì cả, thế thì mình gọi nó là cây sứ quân, cái quả hoặc sứ quân, sứ quân tử được ghi vào sách thuốc với tên là sứ quân tử sang, nó được nhập lại ở Việt Nam, tức là sách thuốc nó lại đi ngược sang Việt Nam, các nhà đồng minh chúng ta đọc tranh nó thành sứ quân tử chứ không hề biết là nó chính là cái quả chu. Hoặc là những cái kinh nghiệm khác nữa mà cái người Trung Hoa chúng ta phải nói về cái hoa sơn hương ở quận Phủ Châu, Giao Chỉ, Ống Thái là cũng lâu rồi, người Phương Nam mình có lẽ ăn một củ sấn to, bánh mì là bánh mì xay mà nếu mà ăn Ống Thái rồi sẽ không được xay. Ống Thái là cái gì thì không, Ống Thái là đậu muối, rau muống đã rồi đã làm giải độc đấy. Chúng ta ăn rau muống mãi rồi chúng ta thấy rất thường, nó chỉ là cái món ăn dân dã, cái món ăn quê hương mà thôi. Nhưng mà chỉ cần bước một chân, một bước sang Thái Lan thôi, vì Thái chúng ta gọi cái này nếu như không được là mang mạc, ta bảo cái này ăn nào là mắt to lóng lánh đẹp lắm và nhiều cũng chúng ta thấy rất thường quá đấy đó. Nhưng mà có một cái câu hỏi nhiều người sẽ hỏi thế này, vậy thì chúng ta bảo rằng là chúng ta có một cái nền y học lâu đời thì tại sao chúng ta không có những nhà gia viên, nó không có các gia viên nổi tiếng? Bây giờ những trả lời câu hỏi đó cũng không khó lắm, là vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ rằng là sau cái thời Hai Bà Trưng chúng ta có 1.000 năm mắc cổ, 1.000 năm mắc cổ thì dưới 1.000, trong 1.000 năm đó thì chính quyền là của người Hán, y tế cũng là của người Hán, và người Hán luôn luôn tìm mọi cách để mà đồng hóa người Việt, tìm cách phá bỏ tất cả những cái văn minh, những cái văn hóa của người Việt đi, đưa cái văn hóa của người Hán vào, trong đó có cả y học, để làm gì? Để cho người Việt đến một lúc nào đó vì áp bức, vì văn hóa, vì nọ vì kia sẽ không nhận mình, không những mình là người Việt nữa mà nhận mình là người Hán. Hán hóa. Tại sao lại như thế? Và tại sao cần như thế? Đơn giản thôi. Bởi vì nếu một khi anh đã thành người Hán rồi thì Hán có còn chống với Hán nữa không? Tất nhiên là không rồi, anh em một nhà rồi. Thế thì Hoàng Đường cứ kê cao đầu Hoàng Phụ, không còn sợ các cái châu quận nó khỏi nghĩa khỏi đây nữa. Đấy, cái âm mưu quan trọng là như vậy. Cho nên là mọi cái văn hóa, mọi cái cách là tìm cách xóa bỏ đi hết, đưa văn hóa Trung Quốc vào. Suốt 1.000 năm như thế, chúng ta không bị ảnh hưởng, không bị đồng hóa, đã là sự lạ. Chứ đừng có nói chuyện chúng ta còn giữ được những cái đặc trưng văn hóa của Việt. Mà người Trung Quốc thì rất giỏi trong cái trường hợp cái việc đồng hóa, rất nhiều các dân tộc đã làm, họ đã thành công như vậy. Nó giỏi đến cái mức như thế này, nó giỏi đến cái mức mà một dân tộc khác đô hộ họ, mà đô hộ họ mà không đồng hóa được họ, mà chính họ đồng hóa ngược lại. Đó là dân tộc Mãn Thanh ở Man Chui, ở Mãn Châu Lý, đó nhà Thanh ấy. Đó là một tộc người hoàn toàn khác, đó, nhưng mà cuối cùng là trở thành người Hán hết. Thế cho nên là vì cái những cái đặc biệt như thế, cho nên suốt trong 1.000 năm như thế, chúng ta làm sao có thể quốc hỏi được? Thế quốc hỏi thì chưa ngay, hoặc là không được phát triển. Chúng ta chỉ có những cái nền y tế độc lập, chúng ta chỉ có những thầy thuốc giỏi thế nào khi chúng ta độc lập nó là vào thời Lý, thời Định. Mặc dù sau thời Lý chúng ta vẫn có những giai đoạn ngắn bị đô hộ, nhưng mà dù sao thì lúc đó cái văn hóa chúng ta nó sẽ ra ổn rồi. Thì đến nhà Lý chúng ta bắt đầu có cái y tế, chúng ta có trao đổi dược liệu với đại nhà bên Trung Hoa, chúng ta bắt đầu có các cái viện thái y khi sang nhà Trần, chúng ta đã bắt đầu tổ chức thu hái một chồng công nam để chống quân Nguyên. Đó, cái này cũng là cái rất là hay, ít khi được nhắc đến trong lịch sử nhưng mà rất là quan trọng. Bởi vì chuẩn bị kháng Nguyên thì bên cạnh cái việc mà tích lũy lương thảo, bên cạnh cái việc mà tập luyện dân binh, thì cái một cái việc cũng không kém quan trọng đó là cái thời về kinh tế. Cho nên là vua Trần ra cái sắc độ chỉ định cho tất cả các cái thái ấp của các cái quan lại, các cơ quan nhà Trần
là trồng trọt cây thuốc để chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài đó. Và những cái nơi đó họ đủ đúng họ trồng các cây thuốc như vậy, và những cái vùng trồng cây thuốc như thế đấy có những vùng tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Đi ra một bát chúng ta thấy có khá nhiều cái vùng gần Hà Nội cũng có, xa Hà Nội cũng có, người ta trồng cây thuốc là cái sản phẩm chính của họ, hiện nay vẫn còn có rất nhiều, đó là từ những người này đó. Và sau đó rồi đến nhà Lê thì chúng ta còn khuyến khích phát triển dược liệu, nhà vua còn đang luật lệ là cái quế tìm được ở trong rừng, quế của Vũ Thành Yến là thuốc cổ quý mà tìm được trong rừng thì nhà vua được một đời, người phát hiện ra được một đời. Ngày xưa không có chuyện đó đâu, cây rừng là của nhà vua, phát hiện ra là phải trả cho vua, chứ đâu cũng chịu chia sẻ như thế. Nhưng đây là các khuyến khích, anh tìm được, anh có công, anh được lợi phân nửa trong đó. Đó. Và cũng từ những cái thời như thế này, chúng ta mới dần dần có được những cái nhà y học, những cái người làm y học đó, mà có cái danh tiếng đó. Từ đầu này Nguyễn Minh Công, rồi Phạm Công Bân, Chu Văn An vân vân, rất nhiều. Bởi vì lúc đó là cái nền y học của mình thôi. Thì trong cái thời này, những hai người vừa tính với đại hải của Lãn Âu, thế kỷ 14, thế kỷ 18, hai người nổi tiếng nhất. Tất nhiên là những người khác cũng nổi tiếng, nhưng mà còn nhiều cái việc khác nữa. Ví dụ Chu Văn An chẳng hạn, thì là một cái ông thầy cũng mặt thầy giáo đôi lúc sụp tụng là bạn thế sư huyền ngang với lại ông trời với chúng biết đâu đó. Thế thì hai người này đó, thì đầu tiên chúng ta nói những cửa tính, cái ông này tên là Nguyễn Bá Tính, những tù trẻ, nhưng mà chúng tôi vẫn học về hành nghề làm thuốc và chữa bệnh và rất giỏi, rất giỏi. Ông này thì có một cái quan điểm rất là đặc biệt, đó là nam dược trị nam nhân. Chúng ta nhớ là chúng ta gọi là có một cái nền độc lập tương đối vững chắc là thế kỷ 10, thì bây giờ sang thế kỷ 14 tức là so với cả 1000 năm thì còn có thể làm rất ngắn. Cho nên vào cái thời điểm đó ảnh hưởng của y học Trung Hoa còn rất lớn. Thế thì ông này ông quan điểm là nam dược trị nam nhân, thuốc nam trị bệnh nhân người nam. Tôi tiên sư kính đảm tiên sư, thuốc nam việt chữa người nam việt. Nó thấy cái câu này nó có cái khẩu khí giống giống cái gì nào? Thì nước nam thì giống cái gì? Nam quốc sơn hà. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, đúng không ạ? Mà nếu như nam quốc sơn hà, nam đế cư được coi như là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của người Việt, thì đây cũng có thể coi như là cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của người Việt về mặt y tế. Thuốc nam việt chứ người nam việt, bởi vì sao? Bởi vì sách trời đã định có nam mang thổ sản cũng khác biệt mặt quốc. Người Việt sống ở phía nam khí hậu lạnh, khi mình thực hiện dùng các cây cỏ cái vùng đất này phù hợp hơn so với lại quốc đấy. Cho nên là cái ông cổ suý cho cái này rất là thứ. Và các cái tác phẩm ông viết còn lại ngày nay thì một cái điều đáng tiếc truyền thuyết kể lại là những cái tác phẩm của ông này mà biết là sau này chúng ta bị nhà Minh Tu thì bị đốt hoặc là bị mang về Trung Quốc hết. Cho nên những cái gì còn lại còn rất ít đó. Và những cái này ngày nay chúng ta dịch ra tiếng Việt cũng biết bằng tiếng Hán, dịch ra tiếng Việt in thành một cái tập sách, in là tôi tính toàn tập đây là bản đồ 500 trang của A4 nó tất cả cho nhau. Và một cái điều nữa là tôi tính thì rất là giỏi làm thuốc, cho nên là trong cuộc đời của mình nó có 2 lần đi sứ Trung Quốc. Lần thứ hai khi mà đi sứ Trung Quốc đó thì ông đã có cái công là chữa khỏi bệnh cho hoàng phi của vương triều, tức là cái người phi đang là bị sản phẩm theo chữa khỏi bệnh, được nhà vua phong cho là đại y hiền sư và giữ tại Trung Quốc không cho về nước nữa, chết tại đó 5 năm không làm rõ cái sự tin như vậy. Thế thì cái thứ nhất nói về cái chuyện không rõ, ông chỉ là sứ thần thôi, mà người Trung Hoa thì họ có tam cung lục viện, có thái y viện, có đủ các thứ ở trong đó hết, mà người Trung Hoa thì vốn rất là tự tôn, đúng không ạ?
Cho nên dễ gì một cái người ngoại quốc, một cái dân của các cái nước nhiều tiểu mà có thể vào chữa bệnh cho hoàng đế được. Chỉ được vào khi nào? Khi mà tất cả các thầy thuốc trong cung bỏ tay rồi, lúc đó mới đến lượt, đến lúc mà nhà vua thấy thế thì phải mời đến các cái người làm thầy, các cái thầy thuốc của các cái nước lân man mà đang đi chầu, đang ở ngoài sinh quán đó, ai chữa được thì mời vào chữa thì nhà vua khỏi. Thế nên là giỏi, rất là giỏi. Đó. Nhưng mà sau đó khi mà giỏi phát hiện ra giỏi như thế rồi thì không cho về nước nữa, chết để đó năm nào cách đây một năm vài năm mình cũng không nhớ năm nào, thì trên báo Sài Gòn Giải Phóng số Xuân có một cái bài rất hay cũng nói về cái lĩnh như thế này, thì cái câu chuyện nó có hơi khác đi một tí nhưng cái kết cục thì nó cũng khác là bao. Đó là cũng nói về cái chuyện mà người tính đi sứ trong Trung Quốc như thế, thì đến cái lúc tuổi cao sức yếu thì người tính trong lòng lúc nào cũng có một cái nỗi nhớ nhà con nuôi. Cho nên đến lúc tuổi cao sức yếu thì mới xin lên trên thánh thượng cho phép về thăm quê lần cuối. Thế thì nhà vua thấy Tuệ Tĩnh đã già yếu rồi, cho nên vui vẻ mà nhận lời, tức là cho về. Thế nhưng mà trên cái con đường vạn dặm từ Trung Quốc, từ Bắc Kinh về đây đó, thì tuổi cao sức yếu, cho nên là không chịu nổi, ngã bệnh chết tại Nam Kinh Trung Quốc. Tiếp một điều là tiếng mộ thì là những bệnh nhân. Cái sau đó thì bảo là truyền nước thôi, cũng truyền nước thôi, thì có một cái người Việt sang bên đó rồi mang cái mộ, mang cái nắm xương tàn của người lính về, nhưng mà rồi cái nào đó thất lạc thì mất, cho nên anh không biết được đâu cả. Đấy, đó là tôi đến là như vậy. Người thứ hai chúng ta nói đến đó là Hải Thường Lãn Ông. Ông này hay gặp là Lê Hữu Trác, nhưng khi mà đi ra thành nghề, ông nhất là lúc mà đã thành danh có tuổi rồi, ông gọi mình là Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng tức là cái thôn Hải Thượng, là quê ngoại của chúng cái ở tại Hải Dương ngày nay. Thế còn tại sao lại là Lãn Ông? Lãn nghĩa là gì? Lãn là quên, là không phải là lãng, mà là lãng. Lãng là gì nào? Mọi người biết là Việt Nam thì đôi lúc chúng ta cứ nhầm lẫn và lãng ở đây nhiều người nghĩ là lãng tử, không phải. Lãng nghĩa là lười. Lãng Ông là ông lười. Ông lười xã Hải Thượng. Tại sao mà lại đặt cho mình cái biệt hiệu là ông lười? Theo các anh thì đã lâu có lười không? Và sau lười lược, một cái người mà suốt cả đời đi lo việc làm thuốc, chữa bệnh cho dân, viết sách để phổ biến cho người dân sử dụng, làm sao lười được? Vậy thì tại sao gọi là lười? Lười là cái chỗ này. Ông cũng tự nhận mình là ông lười, nhưng ở đây là lười về được công danh. Là thầy thuốc rất giỏi, hai lần được là ba lần được chú Trinh mời ra phủ chúa chữa bệnh cho người nhà. Chứ cái thời vua Lê chú Trinh mà Trinh còn hơn là vua, tức là chúa còn hơn là vua đấy, được đến phủ chúa là vinh dự lắm. Chữa khỏi bệnh rồi thì được mời ở lại làm thầy thuốc trong phủ chúa. Đó. To lắm, có thể nói là đứng là về đi thì là con qua đầu chiều được còn gì nữa, nhưng mà cả ba lần đó ông cũng đều từ chối. Và Lãn Ông có viết lại trong cái cuốn ký sự của mình, cái cuốn đó là Thượng Kinh Ký Sự, nói là thế này: ba lần như vậy để ngày hôm sau bước vào phủ chúa nói lời từ chối, ngày hôm trước nằm suy nghĩ không ngủ nghĩ bàn tổng. Bởi vì sao? Bởi vì chúa Trinh lúc đó là quyền thế là nghiêng trời lệch đất, nó cháy đi chúa chết chưa chừng, đâu phải chưa thương đấy. Thế nhưng mà ông vẫn cứ nói, nhưng cũng rất may mắn là chúa vẫn thương nên cho về quê. Mình đi cần thì gọi ra thôi đấy. Thì chữ Lãn Ông nghĩa nó là như vậy, chứ không có lời mình lừa về công việc, lừa đây là lừa công danh đấy. Ông này có cái đặc biệt là ông cổ suý cho cái thuốc nam trị người nam của Tuệ Tĩnh. Và trong những cái họ về những cái về các cái bài thuốc, ông nói như này: thuốc thang có sẵn khắp nơi trong vườn ngoài ruộng trên đồi núi sông, tại sao phải mua thuốc của cô? Và không chỉ sử dụng các cái thuốc mà của Tuệ Tĩnh ghi chép lại, ông còn tự mình đi tìm hiểu
sưu tầm tự mình tìm hiểu các cái cây thuốc mới và ghi vào trong sách thuốc mình để phổ biến cho mọi người sử dụng. Ông ngoại của Hải Phòng Lã Đông, của Việt Nam Đảng của Hải Phòng Lã Đông là một trong những quan lớn ở trong triều Chủ Lê Hồng Chương, và vì là quan lớn có tiền có thái ấp đó, bỏ ra rất nhiều tiền để đi mua các cái bài thuốc giống như các bài thuốc gia truyền đó, của các nhà của mọi người, mua cái đó về để giữ lại trong phủ để chữa bệnh. Đến thời Lã Đông em lấy hết tất cả các bài thuốc đó ra chép lại thành một cái tập sách. Cái tập sách đó có cái tên là Bách Gia Trân Tàng, tức là những cái gì chân quý nhất của trăm nhà đó, in ra và để cho mọi người có thể đọc, có thể tham khảo, có thể sử dụng, tức là không phải giữ cho mình thôi đó. Và cái ông này thì ông biết là một cái bộ sách của ông là Hải Thương Y Tông Tâm Lý rất là dày, chúng ta dịch ra tiếng Việt thì 4 tập, mỗi tập dày gần 1.5 gấp đôi cái tập của người lính mà đó. Và vẫn còn đang bán này là sách cả hai cái cuốn của người lính cũng như là của Hải Thương Lã Đông. Thế thì cái bản thân cái ông này vì là sống rất gần chúng ta nên là những cái gì mà còn giữ lại của ông rất là nhiều, cho nên là nếu mà so sánh giữa Hải Phòng Lã Đông với Tuổi Tính ấy, thì rất là tình cờ có một cái gì đó nó không giống như là nếu chúng ta so sánh giữa Hippocrates với lại Hippocrates, một người có trước nhưng người ta biết rất ít, một người có sau biết nhiều hơn, được suy tôn. Và những năm 60 thì Bộ Y tế suy tôn Hải Phòng Lã Đông là cái như là ông tổ của cái y học của mình Việt Nam. Bây giờ chúng ta vẫn còn như thế, nhưng mà bây giờ thì chúng ta trung trung hơn, chúng ta đã biết nhiều hơn về Tuổi Tính rồi, cho nên là cả hai người này đều có cái vị trí rất là trang trọng, thầy dỗ, thầy lễ, thầy nhìn chết của các cái vị này đó. Thì Bộ Y tế vẫn thường có những cái đoàn đến thắp hương đó, cùng với là tỉnh rất là khá là trang trọng, coi như là những cái người sáng lập ra nền y học của Việt Nam. Và một học giả người Pháp trong kinh nghiệm viễn đông bắc cổ ngày xưa đó, có cái nhận xét rất là chi lý. Tuổi Tính là người sáng lập thực sự nghiệp thuốc Việt Nam, và về sau Lã Đông là người tuyên truyền hiệu quả giống như là Hippocrates với lại cái Hippocrates. Ngoài ra thì còn rất nhiều những danh y khác nữa, thì cái này chúng ta đọc trong tài liệu, và đặc biệt là đến y pháp xâm chiếm chúng ta thì họ mang cái y học của người Pháp đấy thực hành y học phương Tây, một lần nữa y học phương Đông, y học Việt Nam lại dạt ra ngoài. Đến cái mức mà mỗi tỉnh sau này chỉ được phép có một cơ sở đông y thôi, còn tất cả là phương Tây. Cho nên là chúng ta lại được du nhập lên một cái nền y học mới như cái nền y học của chúng ta thì cũng còn nữa. Thế nhưng mà người Pháp mang đến đó thì cũng mang lại những cái lợi là những cái nhà khoa học của Trung, của người Pháp đó, và các cái nước phương Tây mang đến cũng biết nhiều những cuốn sách quan trọng. Nhờ đó là phương Tây biết được đến chúng ta, trong đó có cái bộ đó là Việt Nam Medicina Dun Campuchia Laos của Việt Nam, có nghĩa là cây thuốc của Campuchia Lào Việt Nam đó, bằng tiếng Pháp 4 tập. Thế giới biết đến chúng ta nhiều sớm nhất là nhờ cái cuốn sách này, chứ còn viết bằng chữ Hán bản thân chúng ta đọc không được, nó chỉ được kết quả. Thế thì cái ông Petrolo này cũng là một cái nhân vật rất đặc biệt. Petrolo chính là giáo sư thực vật dược lực học của Đại học Y khoa Sài Gòn trước đây, tức là cái thời mới thành lập năm 47 rồi sau thì cũng là có những cái khác nữa. Thế thì có một cái điều tôi muốn nói, chúng ta cũng đôi khi chúng ta thắc mắc, chúng ta bảo là vậy thì nếu mà bây giờ thì không so sánh được rồi, bây giờ mà em lấy sự y học phương Tây, y học phương Đông so sánh thì nó quá là chênh lệch, sự phát triển của y học phương Tây nó quá lớn, quá hiện đại và nó rất là hiệu quả. Thế nhưng mà vào khoảng 100 thế kỷ trước thì cái y học phương Tây, phương Đông khác nhau ở chỗ nào? Cái phương Tây nhiều, đặc biệt ở cái chỗ là sau cái cuộc đại cách mạng về cơ khí thì phương Tây luôn luôn tìm tòi học hỏi, nghiên cứu nhưng mà phát triển rất nhanh. Còn phương Đông thì gần như là cả ngàn năm đó, những cái đồ thầy nghiên cứu, những cái kinh nghiệm, những cái lý thuyết mà cả ngàn năm trước đây như thế nào bây giờ thì những cái nguyên lý
nghiên cứu thì thêm cũng không phát triển lên cả, cho nên là nó mới khác nhau. Thế thì với người Việt chúng ta cứ bảo rằng là chúng ta giỏi, thế bây giờ thử so sánh giỏi đến chỗ nào. Đó, và chúng ta lấy một cái mốc đó là cái kỷ thứ 17. À, thì chúng ta có một cái cuốn sách của một cái thương gia, một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha, Cristoforo Borri. Ông này đến xứ Đàng Trong, tận cùng của xứ Đàng Trong, thời đó là cái vùng phía khoảng độ Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày nay thôi. Lúc đó cái nước Việt chúng ta cũng mới chỉ đến đó mà thôi. À, thế thì ông đi lại nhiều thứ về văn hóa, về trong đó có những cái ghi nhận về khoa học, về y học. Thế thì ông biết như thế này. Còn về đề thuốc và cách chữa của bệnh nhân, có thể nói có rất nhiều người hồ, tức là y sĩ của người Bồ Đào Nha theo những thương quyền như buôn bán đất, cũng như người bản xứ, người ta thường thấy nhiều bệnh vô danh các thầy thuốc châu không chữa được thì đã được khám phá và được các phương y bản xứ chữa khỏi thành tựu dài. Không ít lần các thầy thuốc người Bồ đã chê một bệnh nhân coi như xong rồi, thế nhưng bệnh nhân này sẽ được cứu chữa bởi cách cái người lương y bản xứ cho uống các cái thứ nước canh, tức là các cái thuốc sắc nó khỏi bệnh. Đấy, như thế thì rõ ràng là vào cái những cái thời như vậy, y học phương Tây với y học phương Đông cũng xem nhau thôi. Bên mỗi bên có cái hay, mỗi bên có cái đặc thù của mình, nhưng cũng như thế thôi. Y học phương Tây chỉ thực sự bứt phá lên và những cái tiến trình gần đây trở thành những cái, bởi vì nó là khoa học, nó được nghiên cứu và nó được tìm tòi cái mới, còn y học phương Đông thì là dừng lại, cho nên nó không phát triển mà thôi. Đó là chúng ta nói xong cái lịch sử phát triển, và đặc biệt chúng ta lưu ý cái y học phương Tây và cái y học Việt Nam của chúng ta hiểu. Bởi vì có rất nhiều người cho đến ngày nay cứ nói rằng là y học phương Đông của chúng ta, cái y học Việt Nam của chúng ta đó là y học của Trung Hoa. Nhưng cái đó không đúng hoàn toàn. Phải nói là cái y học của chúng ta sử dụng đó là y học phương Đông. Đó. Trong đó cái công lớn là của Trung Hoa, nâng tầm nó lên cái mức lý luận, nhưng mà vẫn có cái sự đóng góp kiểm soát bổ sung của rất nhiều các dân tộc, các quốc gia khác sống ngoài cái Trung Hoa cổ đại, thậm chí là bên ngoài cái Trung Hoa hiện đại ngày nay, đóng góp vào cái nền y học đó, trong đó có người Việt. Giờ chúng ta sang cái nội dung thứ hai, đó là chúng ta đi vào cái phần vai trò của